2, 3. Hello, xin chào tất cả các anh chị đã tham gia cái buổi livestream ngày hôm nay. Thì không biết là mọi người có nghe rõ được em nói không ta? Hello, chào bạn Phalo, chào bạn Hậu, chào bạn Phụng. Hello, chào tất cả mọi người. Hy vọng là trong cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu được nhiều cái thông tin về hệ Base. Thì đây cũng là một trong những cái hệ mà trước đây ấy nha, thì cảm giác là cái hệ Base này đi rất là chậm. Nhưng mà có vẻ ở trong thời gian gần đây thì mình cảm giác cái cách mà hệ Base nó đi một cái chiến lược để phát triển trong thị trường crypto thì nó đã thay đổi rất là nhiều rồi. Và các bạn để ý đi, nếu như chúng ta chú ý vào cái cách mà hệ Base hay xây dựng ở thị trường DeFi á, thì cảm giác là nó không thực sự là không có quá nhiều cái để chơi. Nhưng mà vì sao Total Value Lock của hệ Base vẫn nằm trong top những cái hệ sinh thái trên thị trường nè, rồi hệ Base nó đang phát triển như thế nào đó, thì chắc là trong cái buổi ngày hôm nay á, thì Vĩ và cùng thêm một bạn nữa, đó chính là Nam Lê. Thì đây cũng là một bạn mà rất là quen với tất cả mọi người rồi, thì có thể là share cho các bạn nhiều hơn. Thì cái nội dung trong cái buổi ngày hôm nay là cũng là một cái nó cũng nằm trong một trong những cái bài viết mà bạn Nam là đã có share ở trên Coin98 Insight rồi. Nhưng mà trong cái buổi ngày hôm nay thì ngoài cái nội dung ở trong bài viết ra thì tụi mình cũng sẽ cố gắng chia sẻ thêm một số các cái thesis hoặc là một số các cái góc nhìn riêng mà đôi khi thì sẽ không có được, giống như là khi mà những cái bài viết á, mà được viết ở trên Coin98 Insight Web á, thì nó sẽ là những cái bài mà nó mang cái tính report, nó mang cái tính nó rất chi là rất chi là khách quan. Nhưng mà đôi khi ví dụ trong những cái buổi live này đi thì mình có thể mình share những cái nó hơi cá nhân hơn một xíu, giống như những cái góc nhìn cá nhân của các cái giống như của mình nè, hoặc là của alo cho Vĩ hỏi là Vĩ vừa gắn cái mic vào, không biết mọi người có nghe rõ không ạ. À? Hello anh Quân, hello bạn Phước, bạn hello anh Đức. Bật mí xíu về C98 Vĩ ơi. Ông thật ra là coi 98 đợt này có gì mới á, là Vĩ thấy là anh Lê Thanh cũng có share tất cả mọi thứ ở trên Twitter rồi, nên là Vĩ cũng không biết phải share cái gì. Và trên thực tế là Vĩ cũng không có insider news về những cái bước tiếp tới của Coin98 đâu. Ví dụ những cái gì mà Vĩ biết là cũng đều biết thông qua Twitter luôn đó. Ví dụ như là Coin98 ra cái Starship Launchpad thì chẳng hạn, thì Vĩ cũng biết qua Twitter luôn. À nhưng mà sắp tới nha, là có một cái Vĩ thấy anh Lê Thanh vừa đăng cách đây không lâu ở trên Twitter, đó chính là sẽ có một cái bộ sưu tập PFP, mà cái bộ sưu tập PFP này á, là sẽ đang làm và có thể là sẽ được không biết là có airdrop không, hay là nó sẽ là một cái đợt whitelist mở bán, nhưng mà nó sẽ là dành cho những ai đang nắm giữ holder của Starship. Không biết là trong đây có anh chị nào đang hold Starship không ạ?
Tính ra là Vĩ thấy nếu như mà mọi người hold Starship với nha thì được hoặc là được nói chung là được rất là nhiều, nhưng mà nếu mà xét về cái mức ROI á, xét về mức ROI á thì hình như là ai hold One ID á, là ROI nhiều hơn. Kỳ này lỡ kèo kỳ này của Coin 98 thì chừng nào mới có cơ hội? Lỡ kèo là sao ta? Lỡ kèo là sao ta? Tại vì Vĩ thấy là như thế này. Đúng là tâm lý của mọi người nha, tâm lý của mọi người thì mình sẽ có một cái tâm lý, đó chính là một cái gì đó nó mà nó đã lỡ qua rồi á, hoặc là nó đã airdrop cho mình rồi, hoặc là nó đã có một cái chương trình trước rồi đó, thì mọi người thường hay bỏ qua. Nhưng mà theo Vĩ thấy thì Vĩ thường hay nhìn vào cái tương lai nhiều hơn. Ví dụ như là bây giờ mình biết là đối với những người mà trước đây họ cầm hoặc là họ nắm cái NFT đó, họ đã được một cái lợi ích rồi, nhưng mà nếu như cái upside trong tương lai tới mà họ vẫn làm được thì mình cứ sẵn sàng mình tham gia thôi. Ví dụ vị thấy là các bạn có biết cái NFT của MATLAB không, là cái NFT hàng đầu ở trên hệ Solana đó, thì anh Khang Kỳ chắc là mọi người không còn xa lạ với anh Khang Kỳ nữa. Anh Khang Kỳ không biết ăn ăn không biết bao nhiêu cái airdrop từ từ con MATLAB luôn. Hình như là theo vị biết á, là anh Khang Kỳ hold cái con MATLAB đó là được ăn airdrop của con W á, cái con mà W vừa mới list sàn Binance đó, thì hình như là anh ăn đâu đó là 16.000 hả ta, 16.000 mà giá của đồng đó là mỗi 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 con W hình như là khoảng 1 đô đúng không ta, vậy thì anh ăn thêm 16.000 đô. Các bạn tưởng tượng đi, 16.000 đô mà trước đó đúng không, có phải trước đó ai cũng chê nó mắc đúng không, nhưng mà cộng đồng của MATLAB hoặc là nói chung là cộng đồng của holder bên Solana, nếu như không có tiền thì thôi, chứ một khi có tiền thì vị thấy ai cũng hold MATLAB cả, tại vì cái upside của nó rất là lớn. Cái đợt vừa rồi thì Tensor, có một cái tip này vị thấy nó tương đối là hay nha, không biết là mọi người có chú ý không, đó chính là thường á, một cái bộ sưu tập NFT mà nếu như cái bộ đó mà nó airdrop cho mọi người một cái đồng token của một cái dự án khác thì nó sẽ không có bị rớt giá. Nhưng mà nếu như cái bộ sưu tập NFT đó mà nó ra mắt token và nó airdrop cho mọi người cái đồng coin đại diện cho cái NFT đấy thì thường nó sẽ bị rớt giá, thường là nó rớt giá một nửa luôn. Không biết là các bạn có nhớ không, như là cái vụ Mavia đúng không? Mavia Land cũng rớt giá một nửa, hoặc là Pixel Land cũng rớt giá một nửa. Rồi cái đợt vừa rồi là con Tensorian đúng không, cũng rớt giá một nửa luôn. Nhưng mà vị thấy nếu ngay tại cái thời điểm nó airdrop là cái thời điểm mà rất là nhiều người bán khiến cho nó rớt giá một nửa, vậy thì nếu như con hàng nào mà tốt một xíu á, ý là được gọi là không phải là những cái dự án nhỏ lẻ mà các bạn nằm nó cũng phải là xếp top ở trong thị trường crypto hoặc là nhiều người biết á, thì các bạn hoàn toàn có thể là bet vào cái việc là sau khi nó airdrop token giá nó rớt một nửa, các bạn múc ngay cái thời điểm đó luôn. Thì sau đó hình như theo vị check theo theo vị check nhiều cái bộ NFT khác nhau á, thì thường nó sẽ tăng được đâu đó là khoảng 20 cho tới 30% trong khoảng hình như là 2 tuần, trong khoảng 2 cho tới 3 tuần là nó sẽ tăng 20-30%. Thì nói chung là cái đó không phải là không có rủi ro, nhưng mà kiểu mình nhìn nhiều cái bộ sưu tập NFT nó đã diễn ra như vậy rồi thì chắc là mình cũng có thể dự đoán nó là như vậy. Thường thì mình hold NFT ở ví cá nhân, đúng rồi, NFT thì mình hold ở ví cá nhân đó anh, nhưng mà Vĩ chia ở nhiều ví khác nhau chứ không có hold nhiều ví. Nói chung là cái đợt vừa rồi á, cái đợt vừa rồi thì Vĩ cũng có đi giống như là đi đi ngồi nói chuyện với lại nhiều anh chị làm crypto á, thì cũng có biết được là mấy anh chị đó là làm bên media, nhưng mà mấy anh chị đó là bị hack, nghĩa là tại vì người ta làm media đúng không, thì khi mà người ta làm media thì người ta phải duyệt những cái dự án là để lên media rất là nhiều. Thì mấy anh chị đó có kể một chuyện á, đó chứ ui well Khang Kỳ vào rồi mọi người ơi, đây đây well Khang Kỳ vào rồi, thì đây là người mà được airdrop không biết bao nhiêu token nhờ vào hold MATLAB nè. Hình như Vĩ nhớ không nhầm chắc là được nhận e là chắc khoảng 50.000 hay là 100.000 đô rồi đó, là anh Khang Kỳ đó. Đúng rồi, quay lại cái câu chuyện đó chính là cái câu chuyện mà rất là nhiều anh chị bị hack.
thì lúc mà những cái anh chị làm media đó mà duyệt dự án á, thì thường người ta sẽ tải những cái file PDF về đúng không, để giới thiệu dự án. Thì mấy ảnh unzip cái file đấy xong rồi, mọi người biết gì không, mặc dù cái nick Twitter của mấy ảnh á là đã có cài HFI rồi, rồi đã có add số điện thoại rồi, đã cài mật khẩu mạnh rồi luôn, nhưng mà không hiểu bằng một cái cách nào đó mà cái file đó, cái file đuôi.exe á, là nó đã thay đổi cái email, thay đổi mật khẩu của cái nick Twitter của mấy anh làm media luôn, là coi như là mất một cái kênh luôn. Đó thì Vĩ nghĩ là hiện tại nha, đối với anh chị nào mà xài, nói chung là anh chị nào mà tham gia vào trong thị trường crypto á, thì Vĩ nghĩ là nên đầu tư một cái MacBook hoặc là một cái Mac mini, thì nó khoảng 20 triệu, 30 triệu. Với lại là đặc biệt là không cài những cái extension tầm bậy nè, không tải những cái file lạ, đặc biệt là không bao giờ tải file luôn. Nói chung là bây giờ Vĩ Vĩ cá nhân Vĩ cũng xài hai điện thoại luôn, một cái điện thoại sẽ tập trung dành cho crypto và mình không có download gì nhiều, còn cái file kia, cái điện thoại còn lại thì mình có thể tải file các kiểu không sao. Không biết là ở đây anh chị nào có từng bị hack ví không ta? Vĩ thì chưa từng bị hack ví, nhưng mà đã từng có một cái cảm giác là cái ví mình bị hack rồi. Thật sự lúc đó cực kỳ nóng máu luôn, lúc đó cực kỳ là cực cực kỳ trong người nó nóng lên không thể nào tin được luôn á. Anh Khang Kỳ nữa. Rồi, thôi thì chắc là mình sẽ bắt đầu vào cái buổi ngày hôm nay luôn đi ha. Cái buổi ngày hôm nay thì nó sẽ là một cái buổi mà liên quan tới hệ sinh thái Base, và trong trong buổi ngày hôm nay thì cũng có một bạn nữa, đó chính là bạn bạn Nam Lê. Thì Nam ơi, chắc là mời Nam lên share với mọi người một xíu nha. Nãy giờ tâm sự xíu xíu thôi, không biết là mọi người có đang chú ý đến đồng coin nào không? Hello Nam. Hello mọi người, hello anh Vĩ, hello mọi người. Alo, Nam có hình Alo. như em nói đúng không ta? Mọi người có nghe em nói không ạ? Không, anh không nghe em nói, không biết là Hello, mọi người có nghe em nói không ạ? Mọi người. giờ này vẫn chưa chưa không nghe em nói luôn á Nam. Ủa không biết mọi người có, ủa kỳ ta, sao mọi người, à rồi 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 biết rồi. Anh mưu em ạ. Rồi. Rồi. Ok. Alo. Mọi người nghe rồi anh Vĩ. Giờ anh Vĩ hơi bị lag á, tại em dùng wifi của công ty. Anh Vĩ mưu, anh Vĩ mưu cái mic của anh ở kia anh Vĩ. À ok, rồi rồi. Bây giờ Nam có muốn share một xíu, giới thiệu một xíu về hệ B xong Nam. Em nghĩ hệ Base là một hệ đi hướng đi khá đúng đắn, ý là nó có chịu tiếp thu ý kiến từ những chain khác, với lại nó cũng có hướng đi riêng, nó không phải đi theo mấy cái mô hình như là mấy cái chain ngày xưa nữa. Thì mọi người biết ngày xưa 2021, 2022 á, thì lúc mà mấy blockchain layer 1 lúc mà mới ra như là Phantom, Avax hay là Polkadot, Near ngày xưa đi ha, thì tụi nó hay gặp mấy cái chương trình là incentive program, thì tụi nó sẽ cạnh tranh nhau thường về mấy cái như là APY. Mọi người tới những hệ đó mọi người farm rồi, thật sự đến cuối cùng á thì mọi người user nó cũng rời đi, hoặc là các farmer cũng sẽ rời đi. Thì em thấy Base nó sẽ không đi theo chiến lược như vậy, thì nó sẽ sử dụng những cái meme coin là một cái attention, nó sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng mà người dùng tới đó thì nó sẽ giữ lại người dùng, chứ không phải là bằng những cái DeFi incentive như ngày xưa nữa, mà sẽ giữ lại người dùng bằng những cái ứng dụng thực tế, áp dụng mọi người có thể xài được ngoài đời thật, ví dụ như vậy. Đó là một hướng đi rất là ok. Thì đó là em nói Ok. sơ qua về hệ Base. Thật ra là nói cho mọi người một xíu là cái buổi ngày hôm nay á là cái buổi do Nam sẽ share chính cho mọi người nha, Vĩ chỉ làm nền thôi, Vĩ chỉ làm nền Không thôi chịu chứ anh Vĩ ơi. bây giờ share thì không không đủ insight để share cho tất cả mọi người. Thôi thì chắc là cho Vĩ xin phép bắt đầu vào cái buổi ngày hôm nay luôn nha. Rồi,
Thì cái buổi ngày hôm nay á, nó sẽ là một cái buổi để share về hệ sinh thái Base, thì như các bạn cũng đã biết rồi. Thế thì bây giờ mình cũng sẽ bắt đầu vào luôn ha. Thì Base, thế đầu tiên Base nó là gì? Thì Base nó là một cái giải pháp layer 2 được backed bởi Coinbase, nghĩa là Coinbase nó là một cái sàn giao dịch và nó có một cái xây dựng ra một cái chain layer 2. Thì nếu như BNB hoặc là Binance á, nó có một cái chain đó chính là BNB chain. Thực ra là Binance nó có tổng cộng tới 5-6 chain được nha, không phải là chỉ có BNB chain đâu, mà nó còn có cái chain mà phát triển ở trên Cosmos nè, thì nó gọi là BNB chain. Cái BNB chain mà phát triển ở trên EVM á, thì nó gọi là BNB Smart Chain. Rồi ngoài ra có Greenfield Chain, rồi có OP BNB Chain, ZK BNB Chain nữa. Thì đối với Coinbase á, thì nó không có nhiều chain như vậy, mà nó chỉ có một chain duy nhất thôi. Mà cái chain này á, nó cũng không có một cái bộ validator riêng, mà nó là một cái giải pháp mở rộng layer 2 của Coinbase được xây dựng ở trên OP Stack của Optimism. Thì nói chung là xét về các cái tính năng nổi bật á, thì nó cũng tương tự như là những cái chain layer 2 khác. Tại vì những cái chain này thì nó đều có một cái mục tiêu cả, đó chính là làm thế nào để có thể nhanh nhất nè, phí rẻ nhất nè, để onboard người dùng của Ethereum lên cái mạng lưới này một cách dễ dàng nhất. Nên là như các bạn có thể thấy trong hình dưới đây, thì xét về những cái tính năng nổi bật thì nó gần như không có sự khác biệt gì với Arbitrum và Optimism. Nghĩa là nó sẽ tập trung trong cái việc đó chính là tối ưu bảo mật nè, chi phí thấp và thân thiện với nhà phát triển và người dùng. Nên là như các bạn có thể thấy là bởi vì Base á, nó cũng phát triển trên EVM, nên là đối với những cái developer hoặc là những cái dự án ở top tier ở trên Ethereum đi, thì họ phát triển và họ chuyển sang Base một cách rất là dễ dàng. Đó, thì tính cho đến nay á, thì Base nó được ra mắt vào tháng 2 năm 2023, thì cho đến nay là hơn 1 năm 2 tháng rồi, là một con số mà cũng là tương đối là có một cái khoảng thời gian phát triển mạnh rồi. Thì trước đó là Base nó cũng không có quá nhiều cái nó cũng không có thật sự là bùng nổ đâu, cho tới khi mà họ lựa được một cái xu hướng, đó chính là cái xu hướng SocialFi mà một hội Nam sẽ chia sẻ sâu hơn cho tất cả các bạn ha. Rồi, thế thì OP Stack là gì? Thì như các bạn có thể thấy là nếu như trong cái buổi livestream về layer 2 cách đây không lâu á, thì Vĩ cũng có chia sẻ, đó chính là hiện tại á, đối với những cái layer 2 ở trong thị trường crypto á, ở thời điểm hiện tại nó là layer 2 đúng không? Nhưng mà tầm nhìn xa của họ là họ vẫn muốn trở thành layer 3, họ vẫn muốn trở thành layer 1 cho nhiều cái dự án layer 2 khác xây dựng trên họ. Nghĩa là đối với những cái layer 2 á, thì họ sẽ là layer 3. Nhưng mà ý là đối với những cái layer 2 á, thì những cái dự án được xây dựng trên đó thì nó sẽ là layer 3. Còn trong tương lai xa, ví dụ khi mà những cái dự án layer 2 này nó đã có đủ lượng người dùng, nó đã có đủ hệ sinh thái, thì cái xu hướng của họ sẽ muốn phát triển thành một cái layer 1. Đó, và đó là lý do Optimism ban đầu thì nó chỉ là một cái chain layer 2 thôi. Nhưng mà sau đó thì họ đã phát triển ra một cái bộ công cụ, đó chính là OP Stack. Thì OP Stack á, nó là một cái bộ mã nguồn mở cho phép những cái blockchain hoặc là những cái bên khác họ có thể xây dựng ra một cái chain riêng tương tự như là Optimism. Thì Optimism á, họ sẽ có một cái tầm nhìn là trở thành super chain, nghĩa là cái super chain này nó sẽ bao gồm nhiều cái chain nhỏ với nhau được xây dựng ở trên OP Stack. Thì cái ưu điểm ở đây á, đó chính là những cái dự án bên khác á, họ thì có thể tận dụng được cái công nghệ sẵn có của Optimism để tấn công vào cái thị trường xây layer 2 mà không cần phải xây dựng lại từ đầu. Nhược điểm của cái OP Stack này đối với là những cái dự án khác á, là họ sẽ bị phụ thuộc vào công nghệ của Optimism. Ví dụ như là bên Ethereum Foundation hoặc là bên Ethereum Chain mà nó có những cái đợt nâng cấp nào mà dành cho cái layer 2 đi, giống như cái đợt nâng cấp vừa rồi Dancoin á, là một trong những cái đợt nâng cấp mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến phí giao dịch ở trên những cái layer 2. Thì những cái dự án mà họ xây dựng trên OP Stack á, thì họ sẽ có một phần nào đó bị phụ thuộc vào Optimism. Nhưng mà ngược lại á, thì Optimism họ nhờ vào cái việc này mà họ có thể mở rộng cái sức ảnh hưởng của họ ra. OP Stack này có khác biệt với Roll Up as a Service không nhỉ? Vĩ thấy là nó khá là tương tự Roll Up as a Service luôn á. Nhưng mà Vĩ đang chưa biết là nó sẽ hỗ trợ cái dự án sâu đến mức nào. Ví dụ như là gần đây nhất là có một cái dự án nó mang tên là Conduit đi, thì thực ra là nó cũng không hẳn là dự án, mà nó giống như là một cái công ty mà hỗ trợ cho những cái bên trong thị trường crypto họ tự xây dựng ra một cái chain luôn. Thì mình thật ra là mình đang chưa biết là
cái OP Stack này nó hỗ trợ xây dựng là xây dựng từ A tới Z, hoặc là nó chỉ sổ xây dựng là từ A tới B thôi, thì cái đó mình vẫn chưa biết. Nhưng mà Vĩ nghĩ là thằng OP Stack này nó sẽ không phải xây dựng từ A tới Z, mà nó chỉ là một cái bộ khung mã nguồn mở thôi. Nó tương tự như là cái thằng Cosmos SDK vậy đó. Nghĩa là khi mà những cái blockchain khác nó mà sử dụng Cosmos SDK thì nó có thể xây dựng ra một cái blockchain riêng mà tương thích với hệ Cosmos đó. Thì cái OP Stack thì nó là như vậy. Thì như các bạn có thể thấy tại đây, hiện tại á, nếu như chúng ta xét về cái mảng layer 2 á, thì layer 2 thì trong đó là cái mảng Optimistic Rollup á nha, là có hai dự án to nhất, đó chính là OP Stack và Optimism, và cái thứ hai đó chính là Arbitrum. Thì Arbitrum á, nó sẽ có một cái đó chính là Arbitrum Orbit, còn OP còn Optimism á, thì nó sẽ có OP Stack. Thì nếu như xét về độ quy mô á nha, thì mình đang thấy là OP Stack nó đang mở, ý là nó đang có nhiều tay chơi tham gia vào cái OP Stack này hơn so với Arbitrum Orbit đó. Ví dụ như là hiện tại mình có OP BNB nè, Worldcoin nè, Mantle nè, Public Good Network. Public Good Network này là đã ngừng rồi nha, nó là một cái chain của thằng Bitcoin. Base nè, Optimism nè, Zora là một cái chain dành cho những cái NFT. Evo là một cái sàn nè, Lyra hình như là cũng là một cái dự án DeFi nào đấy. Đó thì nhìn chung mình sẽ thấy là hiện tại xét về cái số lượng dự án mà sử dụng OP Stack thì có vẻ như là OP Stack đang mạnh hơn Arbitrum. Tuy nhiên đối với bên Arbitrum thì họ cũng mạnh không kém, khi mà họ đang xây dựng thêm một số cái chain nữa, mà ý là họ tự xây dựng luôn. Ví dụ như là ConSai. Đó, ConSai thì cũng là một cái đọc, ConSai cũng là một trong những cái chain mà nó xây dựng trên Arbitrum Orbit. Đó, dạng như vậy. Rồi, qua tới phần tiếp theo. Thì hiện tại nha, như các bạn có thể thấy ở hình này, thì Base là cái, nó là một cái màu xanh xanh bạc hà ở đây nè. Mình có thể gọi nó là xanh bạc hà không ta? Đó, thì trước đây khi mà Base nó mới ra đời thì như các bạn có thể thấy đây, cái sự chú ý của Base nó không có nhiều đâu. Mà ngay tại thời điểm đó, thật ra là cho tới thời điểm hiện tại luôn, thì Arbitrum vẫn là một trong những cái chain nổi bật nhất. Tại vì Arbitrum, cho dù nếu như các bạn xét về giá của Arbitrum thì thật sự là giá của Arbitrum nó không có sự tăng trưởng. Nhưng mà xét về cái sức mạnh của hệ sinh thái thì chúng ta sẽ bao gồm một số yếu tố là chất lượng của những dự án trên hệ sinh thái, là total value lock của cái hệ sinh thái đó, hoặc là lượng người dùng của hệ sinh thái đó, thì dường như Arbitrum đang làm tốt hơn cả so với lại những cái chain khác. Thì điều đó nó được thể hiện qua đây. Các bạn có thể thấy là cái cột màu hồng đó, trong cái khoảng thời gian năm 2023 thì chiếm một cái lượng lớn đó, rồi sau đó thì nó sẽ đến ZKSync nè, rồi sau đó nữa thì mới tới Optimism. Đó thì ZKSync trong cái đợt vừa rồi các bạn sẽ thấy là ZKSync nó có những cái cú tăng rất là mạnh, nghĩa là xét về cái thị phần người dùng thì nó tăng rất là mạnh. Thì đó là bởi vì đợt vừa qua mọi người sẽ cạnh tranh cài airdrop trên ZKSync, tại vì ZKSync nó chưa ra mắt token. Nhưng mà trong cái nhóm này mọi người sẽ thấy là Base đang là một trong những cái chain mà có cái sự tăng trưởng và phát triển mạnh nhất cho đến nay đó. Nhưng mà các bạn sẽ để ý là so với lại những cái hệ sinh thái khác như Arbitrum với lại Optimism thì dường như là Base nó không có quá nhiều cái dự án nổi bật. Vậy thì Base nó đang có chiến lược đi như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng đi vào cái phần hệ sinh thái của Base nha. Thì như các bạn có thể nhìn thấy ở đây ha, xét về hệ sinh thái của Base đó, thì Base nó có một cái thế mạnh lớn nhất, đó chính là bởi vì Base được tạo ra bởi Coinbase, mà Coinbase lại là một trong những cái ông lớn ở trong thị trường crypto. Nếu như các bạn mà có xem cái nếu như các bạn có thường xuyên theo dõi cái quỹ đầu tư Coinbase Venture thì các bạn sẽ biết một điều, đó chính là Coinbase Venture là một cái quỹ đầu tư lớn của Coinbase. Tuy nhiên nếu như để các bạn mà đầu tư theo Coinbase thì rất là khó ăn. Tại vì cái quỹ đầu tư này họ không có một cái thesis cụ thể để đầu tư, mà họ sẽ đầu tư theo cái dạng là có cơ hội thì tôi đầu tư. Nó sẽ tương tự như là thằng Binance Lab. Còn nó sẽ có một số quỹ mà nó đi theo một cái thesis nhất định. Ví dụ như là A16Z, này, Sequoia này, hoặc là Pantera. Thì nó là chuyên đầu tư vào cơ sở hạ tầng, dạng như vậy. Thì đối với cái quỹ của Coinbase, đây mình sẽ mở cho các bạn xem ha. Thì đối với cái quỹ của Coinbase thì cái điểm nổi bật nhất của Coinbase đó chính là họ đầu tư vào rất rất là nhiều dự án. Vì vậy nếu như chúng ta xét về cái mối quan hệ
của Coinbase với lại những cái dự án trong thị trường crypto hoặc là những cái công ty trong thị trường crypto thì dường như rất là ít thằng có thể qua lại được Coinbase. Vì vậy nếu như chúng ta xét về hệ sinh thái thì Coinbase rất là dễ dàng để adopt được những cái dự án phát triển trên đây. Như các bạn có thể thấy, mặc dù chỉ mới ra mắt ở trong thời gian ngắn thôi, nhưng mà Base nó đã có những cái dự án cơ sở hạ tầng nè, có những cái dự án DeFi. Rồi thông thường đó nha, khi mà Vĩ đánh giá một cái hệ sinh thái DeFi á, thì Vĩ thường hay nhìn là cái hệ sinh thái DeFi đó nó có những cái dự án hàng đầu ở trên thị trường hay chưa. Thì nhìn vào trong cái nhóm dự án này á, thì Vĩ đã thấy tổng cộng có 1 nè, 2 nè, 3. Đó, thì đây là ba cái dự án hàng đầu trong thị trường crypto rồi, là có Uniswap, AV nè và Compound. Đó, tại vì ba cái dự án này á nó thuộc dạng là dự án đã phát triển từ trước đến nay rồi, cái độ bảo mật của nó tốt, nên là khi mà người ta đến một cái chain mới á, thì cá mập hoặc là cá voi họ sẵn sàng, họ cũng dám đưa một cái dòng tiền mới qua qua bển luôn, chứ nó không phải là đối với một cái hệ sinh thái mới hoàn toàn, chưa có bất kỳ một cái dự án nào được gọi là có tính bảo mật cao, thì cá mập họ cũng sẽ rất là sợ để chuyển tiền qua cái hệ sinh thái đó. Rồi tiếp theo nữa đó chính là xét về cái mảng cầu nối thì cũng đã có ba dự án là Across, Bungie và Orbiter, nhưng mà trên thực tế thì nó nhiều hơn như vậy nha, tại vì Base là nó là một cái EVM nên là Vĩ thấy là rất là dễ để những cái cầu nối họ hỗ trợ bên Base. Đó, xét về wallet thì có Coinbase Wallet. Có thể là không biết là các bạn có sử dụng Coinbase Wallet hay chưa, nhưng mà Coinbase Wallet cũng là một trong những cái thế lực rất là lớn. Cái lượng user của Coinbase Wallet bây giờ là nó nằm trong top 3 thị trường, nghĩa là nó chỉ thua MetaMask hoặc là thua Trust thôi, nhưng mà nó nằm trong top 3 thị trường. Vậy thì từ cái lượng người dùng của sàn Coinbase nè, từ cái lượng người dùng của Coinbase Wallet nè, thì cái việc mà Base phát triển thêm một cái ecosystem để hút người dùng thì nó rất rất là dễ. Và trên thực tế thì mình phải nói là Base, cái sự ra đời của Base nó cũng giống như là cái sự ra đời và được chào đón từ thiên thời địa lợi nhân hòa. Đó, nghĩa là Base đã có đủ cả tất cả những cái thứ cơ sở hạ tầng cần thiết để cho cái hệ sinh thái Base này phát triển. Tuy nhiên á, có một cái điểm như thế này, nếu như đối với những cái hệ sinh thái khác ở trên thị trường á, thì người ta hay đi theo cái dạng là gì? DeFi, người ta sẽ rất rất là tập trung vào DeFi, làm thế nào để DeFi có được dòng tiền lớn, rồi sau đó thì họ sẽ tập trung phát triển derivative. Thì dường như Base nó đang chọn cái hướng đi riêng. Như các bạn có thể thấy ở đây, nếu như chúng ta so sánh ở hệ sinh thái Base so với BNB Chain hoặc là so sánh với Arbitrum hoặc là Optimism đi, thì dường như hệ sinh thái DeFi của Base rất là khó để cạnh tranh. Nhưng mà nếu như xét về một cái mảng mà nó vẫn nằm trong Web3, chứ nó không phải là nằm trong Web 2, nhưng mà nó vẫn có một cái tính money game ở trong đó, thì các bạn sẽ thấy là gì? Base nó đã bắt đầu có SocialFi và MemeCoin. Thì đây, mặc dù SocialFi và SocialFi á, thì nó là một cái mảng mà thật ra là cái chain Ethereum và cái chain Polygon á, nó đã chú ý đến rồi, nhưng mà dường như nó làm không thành công. Còn đối với MemeCoin á, thì là một cái dường như là một cái văn hóa, hoặc là dường như là một trong những cái yếu tố để người ta ở lại với Ethereum. Đợt vừa rồi thì MemeCoin bên Solana cũng phát triển rất là mạnh, thì bây giờ Base họ cũng chú ý vào hai cái mảng này đó. Và đây cũng là hai cái lý do mà Base nó thành công trong thời gian vừa qua. Thì như các bạn có thể thấy, nếu chúng ta xét về cái mảng DEX đi, trước tháng 3 năm 2024 trở về trước, thì các bạn có thể thấy được là cái hệ sinh thái của Base là gần như chưa có gì cả. Thế thì một khi mà họ đã chuyển hướng, một khi mà họ đã phát triển SocialFi, thực ra là cái SocialFi của Base á, có phải là có hai cái dự án lớn nhất, đó chính là Frentech và con Farcaster, đúng không? Nhưng mà từ cái lúc mà người ta thực sự bùng nổ á, đó chính là nhờ vào những cái meme coin của con Farcaster, ở trong đó có con Dejin. Không biết là ở đây có bao nhiêu bạn ăn được con Dejin. Thì như các bạn có thể thấy, thì kể từ khi con Dejin nó phát triển mạnh á, thì tất cả những cái chỉ số ở trong cái hệ sinh thái, tất cả những cái chỉ số liên quan tới DEX của hệ sinh thái Base đã có một cái sự tăng trưởng rất là mạnh kể từ đây nè đó. Thì đây cũng chỉ là một trong những cái hình để cho các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng của hệ Base trong thời gian gần đây so với lại những cái hệ sinh thái khác ở trên thị trường crypto. Rồi, chắc là qua tới phần này thì Vĩ xin phép mời Nam chia sẻ sâu hơn cho tất cả các bạn nha. Nam ơi, rồi. Để em present slide. Có gì em mở màn hình đi.
Liệu Base có ra token hay không? Các bạn nghĩ Base có ra token hay không? Cá nhân Vĩ nghĩ là có nha. Cá nhân Vĩ nghĩ là có. Nhưng mà nó sẽ ra token, nhưng mà nó sẽ không không có ra theo cái kiểu là huy động vốn. Nghĩa là nó sẽ không có ICO. Mà thay vào đó là nó sẽ... chắc là em mở màn hình, toàn màn hình được không? Ok. Thì em nghĩ là Base thì có thể sẽ ra token. Rồi rồi, thấy đó Nam. Hello mọi người. Hello mọi người, hồi nãy anh Vĩ có nói là do trên hệ sinh thái Base thì có cái mảng DEX đợt rồi rất là hot, cái volume trên Uniswap hay là trên Baseswap hoặc là Pancake nó cũng tăng, thì em theo quan sát của em thì hầu hết các volume giao dịch đến DEX phần lớn đến từ là trading meme coin. Thì mọi người có thể thấy là trong top những cái cặp mà trading trên DEX của Base thì phần lớn sẽ đến từ các con meme. Ngoài ra thì chỉ có những cặp liên quan đến stablecoin hoặc là Ethereum. Thì em có thể nói là đợt này là Base hot là một phần chủ yếu là do cái sự tăng trở lại của meme. Thì mọi người có thể thấy là đây là một số cái key event trên Base mà em đã tổng hợp được. Thì cái số lượng người dùng cũng như là giao dịch của trên Base nó thật sự tăng là sau khi cái bản update lên Cool, thì nó sẽ cho phép là phí giao dịch trên Base nó cực kỳ rẻ luôn. Thì mọi người sẽ dễ dàng cho các team có thể deploy những con meme cũng như là cho user có thể chơi meme coin tương tự như hệ sinh thái Solana. Thì em sẽ có một câu hỏi cho mọi người là khi mà sau Dancool update thì tại sao Base nó lại hot lên meme, mà tại sao Arbitrum hay Optimism nó lại không nổi lên về meme coin, mặc dù các phí giao dịch của mấy thằng nó sẽ rẻ tương đương nhau. Mọi người ai biết câu trả lời không? Không, anh là không biết rồi đó. Buổi ngày hôm nay là nhường cho em share hết đó, cho anh không có quá nhiều insight về hệ Base. Thì em trả lời luôn là bởi vì cái định hướng của hai chain này nó sẽ không đi làm về Base, không đi làm về meme. Thì đối thằng Arbitrum á, thì nó mặc dù nó giờ này nó gần đây có một cái đề xuất từ community là làm một cái meme coin ecosystem fund để làm support meme, nhưng mà cái định hướng ban đầu của Arbitrum nó sẽ đi theo hướng là DeFi chain, còn đối với thằng OB thì nó sẽ đi theo hướng build một cái supernet hoặc là build mấy cái infra cho mấy thằng trên OB stack của nó thay vì làm meme. Thì nó sẽ tùy thuộc vào định hướng của mỗi chain thôi. Một khi chain nó ra, một cái chain đó ra định hướng thì nó sẽ đi theo hướng long term chứ không phải là đùng một phát là nhảy vô làm meme. Tuy nhiên á, thì thằng Base nó biết tận dụng cái meme, nó học bài học của Solana rất là nhanh. Mọi người thấy hệ sinh thái Solana đúng không? Nó có mấy con meme như là Wen hay là Whip hay là Bong thu hút rất nhiều người dùng tới nó, tới hệ Solana, mà đến cuối tuần trước luôn hệ Solana nó bị nghẽn luôn, bởi vì tụi nó spam quá nhiều, spam vào hệ Solana nhiều quá, nó bị tắc nghẽn rồi cái đầu nguồn của nó. Thì thì em có sẽ chia sẻ vài một cái thesis, một số cái thesis của em về meme coin. Thì tại vì em hỏi mọi người luôn là tại sao mọi người lại thích trading meme coin. Không biết là ở đây mọi người có trade meme coin không, chứ cái đợt vừa rồi Vĩ trade meme coin là bỏ ra khoảng trăm mấy đô trade meme xong rồi hình như là giờ nó mất luôn cái số 0 rồi, không thấy số 0 nữa. Đợt rồi em cũng có trade một số con meme bên hệ Dijon ở trên Base, cũng chia 20 lần, chia 30 lần nữa. Thì em sẽ có một số cái thesis về meme coin mà một số cái quỹ như là Paradigm nó cũng nói qua, hoặc là Vitalik cũng có nói qua. Đó là về bản chất đó, thì không biết cái này là, đây chỉ là quan điểm, không phải ý kiến cá nhân nha, không đại diện cho công ty nha. Là nếu mà mọi người nhìn vào thị trường crypto thì có một người long, một người bán, thì bản chất nó sẽ là cái thị trường crypto trên mạng đó, thì nó sẽ là một cái casino lớn nhất thế giới, biggest online casino. Mọi người chơi với nhau sẽ có người thắng người thua, nhưng mà về cuối cùng at the end of the day thì nó sẽ là zero sum game. Thì cái sàn giao dịch nó sẽ ăn cái phần trăm ở giữa. Thì hệ meme á, nó cũng vậy thôi, nó sẽ là zero sum game. Cuối cùng thì một là nhà cái thắng, hai là bọn dev thắng. Thì đó, nó sẽ là một cái online casino game. Mà tại sao meme lại hot trong cái thời gian gần đây? Mọi người để ý là thời gian gần đây lúc mà hệ Solana với hệ Base rất là hot, rất là nhiều về meme. Năm ngoái cũng có hệ Avax cũng về meme luôn, gần đây Blast cũng về meme. Thì có một ý kiến đó nha, là một cái chủ nghĩa là bởi vì thời này ấy, những người bạn trẻ millennial, cái tỷ lệ họ sở hữu nhà của họ nó thấp hơn trước rất là nhiều so với những thế hệ trước, thì họ sẽ có xu hướng là gambler nhiều hơn, họ sẽ xu hướng là đánh cược vào những cái điều gì đó rủi ro, bởi vì
mọi người đánh cược 1.000 đô vào Bitcoin thì cái return của mọi người sau ấy đánh cược 1.000 đô vào Memecoin nó sẽ là bé hơn rất là nhiều. Còn họ đi làm cả đời sẽ chưa chắc sẽ sở hữu được nhà thì họ sẽ có xu hướng betting nhiều hơn. Mọi người nhìn vào cái bảng về revenue của ngành công nghiệp game thì mọi người công nghiệp betting thì mọi người về game nó cũng tăng theo hàng năm luôn. Nghĩa là cái xu hướng mọi người thích gambler nó không phải là không chỉ ở trong crypto mà là ngoài thị trường ngoài đời luôn. Ok, thì cái thị trường crypto mình biết có một cái xu hướng vậy, vậy mình sẽ phải làm điều gì? Là có một số quỹ nó sẽ publish một cái như này. Nghĩa là ông Vitalik ông cũng nói là về bản chất meme coin đúng là zero sum game, nhưng mà hãy tạo ra những con meme coin mà nó đem lại một cái positive fun, nghĩa là nó đem lại một cái cảm xúc cho người dùng. Giống như là mọi người vào một cái casino chơi thì điều gì giữ mọi người lại ở casino đó ngoài cái việc đánh bạc ra, đó là những tiện ích xung quanh, nhà hàng, khách sạn, ăn uống, thì những cái đó mới là cái giữ chân người dùng. Thì về bản chất mấy cái đó mọi người nó sẽ là cái interface của những cái DF. Ý là về bản chất mọi người sẽ đánh bạc nhưng mà bờ lên ngoài thì mọi người sẽ là những cái interface APY, DeFi, Memecoin này nọ, nó xem lại một cảm xúc rất là tốt cho mọi người. Thì một các số chain lớn như bây giờ như là Base hay là Solana sẽ có những cái chain khác sẽ áp dụng chiến thuật này trong tương lai, là họ sẽ sử dụng meme như là một cách để thu hút người dùng, giống như con Dijun vừa rồi nó tăng rất là cao, thu hút rất là nhiều người dùng tới Base hoặc là Solana cũng vậy. Thì một số quỹ cũng kêu là Memecoin sẽ được dùng như là một cái chiến dịch marketing cho cái chain đó, nó sẽ đến lại cái chain đó, nhưng mà cái thật sự để giữ người dùng ở lại cái chain đó không phải là vì meme mà là những cái chain đó đang xây dựng những cái DApp ecosystem xung quanh cái đó. Ok, thì trong quá khứ thì meme nó được tồn tại rất là nhiều trong quá khứ luôn rồi, ý là từ 2017 đến bây giờ thì meme luôn xuất hiện trong thị trường crypto. Đó, thì mọi người có thấy qua những chu kỳ trước meme đã xuất hiện những con như những ở cái DeFi Summer, những con như là Yam hay Spaghetti, hay là 2020-2021 con Dot, Shape Moon, Shiba đi ha. Thì cái meme coin nó sẽ được dùng như là một cái marketing strategy, nhưng mà để thật sự một cái chain đó mà capture được một cái lượng người dùng lớn ở lại thì phải có sẵn nội tại hệ sinh thái đó. Ví dụ như hệ sinh thái Solana đi ha, nó dùng meme để thu hút sự chú ý, nhưng mà để cái người dùng ở lại ở Solana gì là những cái DeFi nó đang build, Meteora, Jupiter, MarginFi, Camino, những cái đó nó phải build những cái đó có sẵn trước, những cái sàn NFT cho người dùng chơi. Thì meme sẽ là một cái thu hút người dùng, nhưng mà để được người dùng ở lại không thì cái hệ sinh thái đó phải tốt, có phải nội tại sẵn đã. Còn nếu mà dùng meme mà thu hút người dùng nhưng mà cái chain đó không có gì thì người dùng sẽ đi ra chain khác thôi. Ok. Giờ mình nói có nhanh không mọi người? Ủa, vậy thiếu, nếu như vậy thì theo em thấy là meme ở trên hệ Base là vì cái nội tại của Base là cái gì mà tại sao nó lại có thể giữ được người dùng sau khi mà nó thu hút bằng meme? Ok, thì nó đã thu hút bằng meme đúng không? Mọi người có thấy hình, em thấy cái hình xe đúng không? Là cái lượng người dùng như transaction ở trên Base nó tăng rất là nhiều sau meme đúng không? Thì để mà nó thu hút được người dùng gì thì em sẽ trả lời ở phần sau. Em nghĩ đó là SocialFi. Ok. Ok, thì tiếp theo đến là SocialFi ha. Thì mọi người thấy thì cái thằng Frentech nó ở lúc mà mới ra mắt rất là hot, bởi vì nó cho phép mọi người trao đổi key, mà cái key đó có thể đem lại tiền cho mọi người, có thể tăng giá cho mọi người. Tuy nhiên sau một thời gian á thì thật sự mọi người nhìn lại bản chất nó không có cái gì là đặc biệt hết á, thì mọi người rồi cũng đi rồi. Thì Frentech là một cái volume giao dịch của nó gấp 10 lần Firecaster hiện tại, nên mọi người hiểu lúc đó rất là FOMO. Thì tại sao thằng Firecaster nó hot lại? Thì có con Dijun của mọi người lúc mà mới nó sẽ được có hai cái event mà mình thấy quan trọng với thằng Firecaster. Đầu tiên là nó ra mắt cái chương trình Frame. Cái Frame là một cái, nó là một cái plugin cho phép các builder có thể xây dựng một cái chương trình bên ngoài cái Frame, mà mọi người có thể lúc mà mọi người lướt trên WhatsApp thì mọi người có thể bấm vào mấy cái Frame đó, mọi người có thể earn mint NFT hay là xem video. Em thấy cái này nó khá là rất là tiềm năng cho Firecaster trong tương lai. Ví dụ nha, em thấy có một example rất là hay là người dùng người ta bấm vào cái Frame, người ta chơi cờ vua, người ta thắng một cái con bot đó, nếu mà người ta thắng người ta sẽ earn được token. Thì từ một cái concept đơn giản đó thôi thì mọi người, các dev nó có thể deploy tất cả mọi thứ, mọi những thứ khá là gambler trên đó, từ đó thu hút người dùng. Thì cái ý thứ hai là cái thằng Dijun nó introduce layer 3 với lại Aerox Season. Thì cái tại sao người dùng lại tăng lên cuối tháng 3 vừa rồi là cái con Dijun nó tăng 100 lần. Và nó ra mắt cái layer 3 do nó tăng 100 lần, và nó cũng
introduce cái AirDrop Season 3 của nó là tổng với tổng cung là 25%. Thì ví dụ em nhớ một ví, em đọc trên X thì một ví lúc mà mọi người được Air ở thời gian đầu nó có thể lên tới 200-300 ngàn đô, một con số rất là khủng khiếp. Bên cạnh đó thì thằng Firecaster nó được hỗ trợ rất lớn từ Coinbase, bởi vì cái base nó build với mục đích là nó là một cái chain cho một cái Web3 economy, không phải là một cái chain cho DeFi economy, không phải một cái chain gambler như những cái thằng L1 trước. Nó sẽ tập trung hướng tới những cái platform mà có thể tăng use case cho người dùng, thì nó cũng align với cái vision của thằng Firecaster, nên hai thằng nó support rất là nhiều. Thì em sẽ trình bày về chiến lược phát triển của hệ base. Ủa mọi người có câu hỏi gì không mọi người? Có kìa. Có bạn Travis kêu là Nam update sau về Frentech kìa. Update sau là sao anh vậy? Em có một tài khoản. Em có tham gia cái Frentech không ta? Có thời gian đầu mà bây giờ em bỏ rồi. Thực ra là Vĩ cũng có chơi Frentech ở thời gian đầu, nhưng bây giờ thì thấy là ít người chơi nên là mình cũng không. Nhưng mà thật ra Frentech cái nhà Vĩ thấy là bên một số bên Dejan như là founder của Impossible Finance á, không biết là mọi người có biết không, bạn đó tên là Calvin Chu thì cực kỳ all in vào Frentech luôn. Thì Vĩ nghĩ là đối với cái tầm của Calvin Chu á, là có rất là nhiều insider về Frentech và có thể là Frentech sẽ là một cái cú air rất là to. Cái thứ hai nữa, thực ra là nếu như để các bạn mà chơi Frentech á, thì nó cũng tương đối là khó để các bạn có thể kiếm điểm, tại vì Frentech theo Vĩ thấy á, là nó đang có chương trình là point để người ta kiếm điểm. Vậy thì nếu như các bạn mà không được gọi là không có thời gian để các bạn mà cày point á, thì thực ra là nó có một cái trang nó tên là Whales Market, không biết là các bạn có biết cái trang này không. Ui, xin chào bác Khang Kỳ. Trời ơi, nãy giờ mình dụ anh Khang Kỳ lên quá trời, bây giờ mới chịu lên mọi người ơi. Ủa? Rồi, trong cái trang Whales Market này nè, không biết là mọi người có chú ý không, nhưng mà nó sẽ có một cái đó chính là Points Market. Thì trong cái Points Market này á, mọi người kéo qua phía bên tay này một xíu. Đâu ta? Đây nó có một cái phần là Frentech Point nè, mọi người thấy không? Thì ở đây nó có bán cái point của cái thằng Frentech, nghĩa là nếu như các bạn mà không, giống như là các bạn không phải là KOL á, các bạn khó để kiếm được điểm của Frentech á, thì mời các bạn vào Whales Market. Nhưng mà các bạn nên định giá lại nha, tại vì thấy là nó cũng hơi giá nó cũng tương đối là cao á, giá của các cái points nó tương đối là cao, tại vì cái market của nó không có được nhiều, nó cũng không có được nhiều như là một số dự án khác. Ví dụ như là con Grass này thì Vĩ thấy là nhiều người mua bán point của nó hơn nè. Đó. Shocky này là một cái dự án mà sắp được mở bán ở trên Jupiter LearnPad đó. Rồi ok. Mời Nam quay trở lại. Hỏi Bất Kỳ đi, tại sao không vậy, không thể Bất Kỳ lên công ty. Bất Kỳ người ta đi làm ăn lớn rồi. Ok, em trình bày nốt đi rồi, có gì kia khuyên này rồi mọi người hỏi ha. Anh Vĩ chiếu cho em cái slide. Ok. Rồi em chỉnh slide được chưa? Anh okay, mở slide cho em. Em thấy rồi. Ok, thì em sẽ nói thẳng luôn về tầm nhìn của thằng Base nha. Thì cái tầm nhìn này là do Base Foundation nó lập ra, thì là tăng tính tập trung của mạng lưới, giảm chi phí. Cái giảm chi phí sau Dan Kun này nó đã giảm rồi nha. Sau cái Dan Kun thì hệ sinh thái Base phí nó tăng gấp 5 lần, nhưng mà tụi nó có chỉnh do meme, nhưng mà tụi nó có chỉnh lại thì phí bây giờ rất là rẻ. Triển khai Smart Wallet, xóa bỏ rào cản on off ramp và mang Coinbase on chain. Thì cái này là tụi nó ghi trên cái website của, trên blog của nó. Thì em sẽ đi thẳng luôn là tầm nhìn của mấy cái chain layer sau này luôn, là các tụi nó sẽ đi theo hướng là không phải là phát triển chain dựa vào những cái DeFi incentive như ngày xưa nữa, mà tụi nó sẽ đi thẳng trực tiếp từ một cái layer, một cái liquidity layer hay là user rất là lớn từ Coinbase. Cái chain layer 2 nó sẽ lên nền tảng, nó sẽ là infra cho mọi người hướng tới những cái layer 3 trên đó. Sau này những cái con đi trần hay là những con mà gọi là
chủ lực của trên Base nó sẽ build layer 3 hết. Thì Base nó chỉ là hỗ trợ về mặt infra thôi, nó sẽ dựng có, sẽ có những cái tool syndicate hay còn rút đi, mọi người có thể làm một cái layer 3 rất là nhanh, trong vài giờ mọi người deploy một phát là thành một cái layer 3 luôn. Thì nó sẽ đi từ một cái liquidity hub có user có sẵn là Coinbase, nó sẽ đưa người dùng web 2 trực tiếp một phát lên cái application layer luôn. Còn cái Base hay là những cái Coinbase Smart Wallet nó sẽ chỉ là một cái tiện ích xung quanh thôi. Nó Smart Wallet là mọi người không, sau này web, ví web 3 của mọi người không cần quan tâm về vấn đề về key nữa, mọi người sẽ xài trực tiếp lên cái application layer luôn. Cái hướng đi đó nó cũng tương tự như thằng Telegram bây giờ. Thì hiện tại em đang research về cái mảng Tron ecosystem, thì nó cũng nó sẽ đi bài như vậy luôn, là nó sẽ lấy user trực tiếp từ Telegram rồi sẽ connect, có một cái ví Tron, sẽ có hai cái loại ví Tron là Tron Space với lại Tron, một cái ví Tron nữa, hai một cái khác nhau là một cái custodial, một cái non custodial. Thì nó sẽ đưa trực tiếp người dùng Telegram lên cái hệ sinh thái Tron của nó luôn. Thì nó đang build những cái mini app bên trong Telegram. Thì ý em muốn nói đây là các chain sau này nó sẽ đi theo hướng bền vững hơn, nó sẽ tận dụng nguồn user có sẵn rồi nó sẽ đẩy lên những cái application layer, không phải là dùng những cái incentive program như ngày xưa nữa. Ok, đây là em trình bày xong rồi. Ok, ủa gì trình bày lẻ trời. Ê, em nói đại khái ý nữa lần. Rồi ok. Sorry mọi người là cũng chuẩn bị cái slide cũng hơi gấp ạ. Rồi thì chắc là cái phần này thì Vĩ cũng đã có share một lần ở trên cái buổi livestream về layer 2 rồi. Thế thì Base họ sẽ tạo ra doanh thu từ đâu? Thì hiện tại theo cái bài viết của Nam có viết thì Base nó sẽ có 3 cái nguồn doanh thu. Thứ nhất đó chính là Base nó sẽ phát hành token. Thì Base hiện tại thôi đừng có tắt cam nha Nam. Thì Base nó sẽ có 3 cái nguồn doanh thu chính. Thứ nhất đó chính là họ sẽ phát hành token. Hiện tại thì Base đang chưa có bất kỳ một cái thông báo nào về việc họ có phát hành token hay không. Nhưng mà cá nhân Vĩ nghĩ cái việc Base phát hành token ra là không có sao cả. Mặc dù mọi người nói là nó là bên Mỹ, nó có thể dính pháp lý. Nhưng mà theo cái logic của Vĩ là như thế này. Nam nói Base nó chắc chắn sẽ ra token. Là vì sao? Thứ nhất là em không có nói Base ra token nha anh Vĩ. Không, anh nói lộn á. Thì ý anh nói là Base chắc chắn là ra token là vì sao? Thứ nhất là đối với những cái pháp lý ở bên Mỹ, ví dụ như là để xét họ có thể đánh một cái đồng coin nào đó là chứng khoán, thì cái mục đích của cái việc phát hành đồng coin đó là nó phải thông qua hoạt động gọi vốn và nó phải có cái sự kỳ vọng về lợi nhuận ở trên cái đồng coin đó. Nghĩa là đối với những cái đồng coin mà nào mà nó thực hiện cái hoạt động ICO đi, ví dụ như là BNB chain trước đây hoặc là ví dụ như là Ethereum trước đây đi, thì nó có ICO để nó huy động vốn rồi sau đó người ta đầu tư, thì cái dạng đó nó mới bị liệt kê vào cái dạng là huy động vốn đối với một cái đồng coin, và cái đồng coin đó nó mới có thể bị xem là chứng khoán. Nhưng mà đối với ở thời điểm hiện tại các bạn sẽ thấy được là cái này là mình có nghe được cái thông tin từ anh Lê Anh, hiện tại là lead của Archifund. Nghĩa là thay vì những cái quỹ đầu tư á, nếu như trước đây họ đầu tư là họ đầu tư trực tiếp vào token, thì bây giờ những cái quỹ đầu tư họ sẽ không đầu tư trực tiếp vào token nữa, mà thay vào đó họ sẽ đầu tư vào cổ phần của dự án. Rồi sau đó khi mà một cái dự án đó nó ra mắt token đi, nghĩa là nó phát hành token á, thì cái lượng token đó nó sẽ được phân bổ lại, nghĩa là nó sẽ được airdrop lại cho những cổ đông của công ty. Đó, nó sẽ dạng là airdrop cho cổ đông của công ty, chứ nó không phải là đầu tư để đổi lấy token. Vì vậy mà nó sẽ tránh được cái vấn đề về pháp lý. Và cá nhân Vĩ thấy là hiện tại trên thị trường là không thiếu những cái dự án bên Mỹ. Ví dụ như là Near nè, cũng là một cái dự án có base ở bên Mỹ mà họ vẫn ra mắt token như là bình thường thôi. Chỉ có điều là những cái hoạt động mà nó liên quan tới DeFi hoặc là những cái hoạt động mà liên quan tới money game hoặc là gamble thì nó sẽ hơi bị hạn chế một xíu. Thì đối với Base, Vĩ thấy nó là một cái token dành cho một cái chain layer 2 mà nó còn không có giống như là đối với một cái token của chain layer 2 thì phần lớn hiện tại cái giá trị của nó đến từ hoạt động quản trị thôi, chứ nó không có được sử dụng để tham gia vào những cái hoạt động khác mà nó dính tới pháp lý gì nhiều. Nên là Vĩ nghĩ trong tương lai tới chắc chắn Base nó sẽ ra mắt token và hy vọng là nó sẽ airdrop cho những người dùng thật của cái mạng lưới đó.
Rồi, thứ hai đó chính là doanh thu từ sequencer. Thì doanh thu từ sequencer này á, thì chắc hẳn là các bạn đã biết rồi. Nghĩa là ở thời điểm hiện tại á, những cái chain layer 2 á, thì nó sẽ gom nhiều cái giao dịch của bạn. Rồi sau đó họ sẽ cũng từ những nhiều cái giao dịch đó thì họ cũng sẽ thu phí người dùng, thu phí giao dịch của người dùng luôn. Rồi sau khi mà họ thu phí giao dịch của người dùng và cũng như là thực thi cái giao dịch đó cho người dùng, thì để cái giao dịch đó được xác thực và được ghi nhận ở trên Ethereum á, thì Base này phải trả lại một cái phần phí cho Ethereum. Tuy nhiên á, cái phần phí mà họ trả cho Ethereum á, thì nó sẽ thấp hơn cái số phí mà họ thu lại được từ user. Vì vậy á, mà Base hiện tại họ vừa là cái chain mà họ vừa là sequencer, nên là họ cũng sẽ có lợi nhuận. Và cuối cùng đó chính là lợi nhuận từ cái hoạt động là đầu tư của Coinbase Venture. Thì như các bạn hồi nãy vì có kể cho tất cả các bạn á, là Coinbase Venture á, là họ đầu tư vào rất rất là nhiều dự án và chắc chắn là sẽ không thiếu những cái dự án xây dựng hoặc là phát triển ở hệ Base. Thì nhờ vào những cái hoạt động đầu tư này thì Base nó cũng có doanh thu. Nhưng mà đôi khi nha, Base có thể là họ không cần tạo ra cái doanh thu từ cái hoạt động của sequencer hoặc là từ cái hoạt động đầu tư. Mà như các bạn có thể thấy, một khi Base nó trở thành một cái thế lực lớn rồi đó, thì nó không có thiếu cách để Base có thể tạo ra lợi nhuận. Thậm chí là theo vị biết á, là có thể cái team của Frentech á, cũng là cái team mà rất là thân thiết với lại cái hệ sinh thái Base này. Đó, thì như các bạn có thể thấy ha, cái doanh thu của sequencer của Base á, tính cho đến nay á, là nó đã đạt hơn con số là 35 triệu đô trong 180 ngày vừa qua. Nghĩa là 35 triệu đô nè, đây nó là ở mức này. Trong suốt 180 ngày vừa qua, tức là khoảng 6 tháng vừa qua, là nó đã thu được 35 triệu đô. Rồi, như các bạn có thể thấy ở đây, đây chính là cái phí mà nó thu được hàng ngày trong thời gian vừa qua. Thì ở thời điểm hiện tại, hàng ngày, cái số phí thu được từ sequencer khi mà mọi người giao dịch hoặc là khi mà mọi người hoạt động trên cái hệ sinh thái Base này á, thì nó đang ở mức là 500.000 đô một ngày. 500.000 đô một ngày. Nếu như quy sang tiền Việt là nó khoảng 12 tỷ. Đó. Thì như các bạn có thể thấy, đây là cái số phí mà những cái blockchain nó đang trả cho cái layer 1 nè. Đó. Thì lợi nhuận on-chain của Base cũng đang dẫn ở top đầu. Thì cái này á, là nó có thống kê ở một cái trang, đó chính là trang growthepie.xyz. Thì nếu như các bạn mà vào cái trang growthepie.xyz á, thì các bạn kéo xuống mục này giống vĩ nè, vào cái mục fundamental nha, kéo xuống dưới thì nó có cái mục là fee paid by user. Thì ở đây các bạn cũng sẽ thấy là Base đâu, để bật cái chain của Base coi. Base nè, đó, mỗi ngày nó thu về là 586.000 đô nè. Rồi sau đó họ sẽ trả lại một cái phần phí cho layer 1. Thì hiện tại Base nó sẽ trả cho layer 1 mỗi ngày á là 1.400 đô. Rồi on-chain profit, nghĩa là cái lợi nhuận mà họ thu lại được á, thì Base họ thu về là 580.000 đô mỗi ngày. Đây, đây là một cái con số rất là cao của hệ Base so với những cái hệ khác. À, thực ra là nhìn vào trong đây thì các bạn cũng sẽ thấy là Scroll cũng là một trong những cái layer 2 mà nhận được sự chú ý trong thời gian vừa qua. Thì Scroll á, Vĩ nghĩ là nếu như các bạn mà có thời gian thì cũng có thể canh hoặc là cài airdrop ở đây ha. Rồi, đó, như vậy thì chắc là Vĩ và Nam thì cũng có share tương đối là tổng quan về cái hệ sinh thái của Base rồi đó. Thì không biết là mọi người có câu hỏi gì về hệ Base hay không, hay là có đầu tư vào những cái đồng coin nào của hệ Base hay không? Anh Kỳ ơi, chuyển sang Vĩ. Em có xin okay. Bổ sung là em có ý kiến khác nha. Em không nghĩ là Base sẽ ra token nha mọi người. Vậy hả? Bởi vì em không nghĩ. Không cần thiết phải ra token. Em không cần thiết phải ra token. Nếu mà bởi vì lúc mà mọi người valuation một công ty Coinbase thì mọi người nó đã có sẵn cổ phiếu của nó trên sàn chứng khoán rồi. Tại sao lại phải ra thêm một token Base nữa? Bởi vì team Coinbase có rất là nhiều, khi một dự án mà muốn ra token thì nó sẽ có rất là nhiều lý do. Một là tạo một cái network effect cho cái hệ sinh thái đó. Hai là tụi nó muốn exit, nó muốn kiếm revenue. Nhưng mà Base không thiếu cách kiếm revenue từ hệ sinh thái Base hiện tại. Nó có thể làm những cách khác mà không cần ra token. Ví dụ nó build những cái DApp ở trên đó, rồi nó sẽ launch những token thông qua những application layer ở đó, thay vì phải launch những token thẳng token L2. Bởi khi mà một cái token L2 mà rớt giá thì nó sẽ ảnh hưởng rất là xấu đến công ty.
nó ảnh hưởng xấu reputation của Coinbase luôn. Em đây là ý kiến của em. Cũng là một ý kiến. Bác Kỳ ơi, bác Kỳ có mở mic được không bác Kỳ? Ừ, mở được nhưng mà thôi nghe thôi. Bác Kỳ hỏi mình mìm à bác. Có tham gia airdrop trên hệ Base không? Không, anh tới hơi bị trễ. Anh có biết condition nhưng mà thực sự là có tham gia cái vụ ấn tiêu rồi. Cái wrap cap đó thì tham gia sớm. Nhưng mà tham gia rồi để đó chứ không có cài. Có mấy người anh quen họ xuyên họ like họ bình luận ấy, họ thấy họ like bình luận cái họ ăn được decision từ người đầu luôn. Khiếp thiệt. Cái bây giờ là gần 50.000 đô hay sao ấy. Ghê vậy, 50.000 đô. Ủa nhưng mà cái gần decision đó là làm thế nào để họ có được ta? Nghĩa là họ chỉ cần like share thôi. Họ like share thôi. Họ like share những tip là hình như là hiện tại thôi, còn cái đời đầu á, cái đời đầu kiểu gì có token nào mà tip. Em nhớ là em cũng like share, em còn đăng post trên WhatsApp từ cuối năm 2023. Không, ý là em phải kiểu em phải like những cái tweet trên WhatsApp của tài khoản Dijon. Anh đang thấy là cái nếu mà mọi người có thời gian á, mọi người có thể anh đang nghĩ nghe là cái có một cái dòng có một cái đoạn dòng tiền nhỏ nó sẽ nằm ở trên Farcaster á, tại vì nếu mà đâu đó khoảng tháng 1 2024 là gần đây nè, nếu mà mọi người tham gia đó bình xuyên đó nha, at least là mọi người sẽ trúng được khoảng 10.000 đô. Nếu mà xả sớm thì ít nhất mọi người sẽ kiếm được khoảng 10.000 đô cho cái những cái lao mới lao trên Farcaster đấy. Nên là tại vì thật sự là trong rất nhiều nó có như thế này, trong rất nhiều cái mạng xã hội thì sao bác? Bác Kỳ dẫu rồi, dẫu inside rồi. Sao tới cái đoạn quan trọng thì nó lại mất tiếng vậy ta? Em nghĩ bất kỳ định nói trong các mạng xã hội thì mạng. Ủa mất tiếng hả? Mất tiếng rồi không nghe được. Có nghe cái không? Ý anh nói ở đây là tại vì anh đang on bằng điện thoại nên là anh đang lấy có cái hình anh có đăng có một cái bài news trên Virginity em nói về cái việc này á, là không có nói việc này nhưng mà nó thông số thôi á, là về những cái mạng xã hội cái con đầu tiên lên mà rất nổi là lên, mà bây giờ rõ ràng là cái đợt đó là mấy cái tài khoản của nó là bán được rất nhiều tiền đúng không, nhưng mà hiện tại thì không ai nhắc đến lên nữa mà người ta chỉ nhắc tới Farcaster thôi, và Farcaster cũng chỉ là một cái mạng xã hội mà được Vitalik siêu luôn đấy. Và mọi người nếu mà mọi người tracking trên Dun thì mọi người sẽ thấy là cái bài post trên Farcaster là nó tăng trưởng cực khủng đấy, nên là dĩ nhiên sẽ có những cái dòng tiền sẽ nằm ở đấy, là có ở Bitcoin hoặc là ở Bay đấy hoặc là ở cái chain Dijon mới đấy. Nhưng mà nếu mà mọi người như mình đang recommend một cái kênh khác là Farcaster, nó dễ hơn nhiều, nghĩa là mọi người cứ kênh đó like share các kiểu và tìm những cái con trên đó thì anh nghĩ là ăn được. Hiện tại thì Dijon chắc chỉ là mới là một trong những con đầu tiên thôi, thì chắc sẽ có kiểu trong tiền midterm một tí đó, nó sẽ có. Sáng nay em thấy team em cũng share về Farcaster, cũng kêu là tại sao volume trên Farcaster nó tăng dữ vậy. Thì tăng rất mạnh đúng không? Khủng khiếp luôn. Thì phần lớn cái từ khóa, cái từ gọi là tụi nó, từ mà cái cash của nó, cái từ mà tụi nó cash là cái từ Dijon. Em nghĩ nó vẫn trong cái chương trình mà Aerox Season 3 của Dijon, em đoán là vậy. Vẫn mọi người vẫn FOMO để nhận Aerox của con Dijon, là mọi người có bao nhiêu Dijon đó rồi mọi người đem đi tiếp cho người khác rồi người ta đúng rồi, đúng rồi, đi tiếp qua tiếp lại gì đó. Ê, còn những người kêu là người ta đi tiếp cho mấy đứa khác, cho mấy đứa khác không tiếp cho mình không bác? Cay thật sự. Dạ, yeah, có đẩy chứ. Nhưng mà đi tiếp thì cũng được điểm hay sao ấy. Đi tiếp cũng được điểm. Cái này yeah, nên là không lỗ lắm thôi, chứ thì là tiếp lại vẫn fair thôi, mà không tiếp thì thôi không sao.
Nhưng mà bên Farcaster em thấy là có mua cái điểm Grab gì đó đúng không bác? Có Đó. anh không thấy nó bán nha, nhưng Ủa mà cái có mà, đó em có mua, có bán đây không? sao Đúng rồi, có bán, có bán, có bán, anh hình như mua có bằng, bán. thì Anh mua bằng cái đó Coinbase, là bằng em tài có khoản mua Coinbase luôn. luôn. Nhưng mà ý là như không có thanh khoản trên mấy cái sàn hay sao, nghĩa là mình sẽ không có rút ra chuyển qua những cái ví khác được hay sao ấy, đúng Đúng không? rồi, hình như Grab là không được. Grab Đúng là rồi, đúng Grab nó rồi, chỉ đúng là rồi. cái thưởng, phần thưởng thôi, Cái phần đó thưởng là cho mọi người, người nó thưởng cho mấy người hồi xưa chạy nốt, chạy nốt xưa nó có một cái pool thưởng cho cái đó. Với cái hai là đăng bài các kiểu, đăng bài rồi mời bạn tạo tài khoản á, sẽ được thưởng khoảng 50 Yeah. Grab. Em có mua thêm Grab nè, mua thêm Grab là mua thêm Nhiều đó là 500 nhiêu Grab. tiền? Không nhớ bao nhiêu tiền nữa nhưng mà hình như là cũng vài triệu á Trời, nói vài triệu cũng không nhớ, đúng người giàu. bác. Trời 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 trời. Mua đi cầu vong nó airdrop thôi. Đâu để em chép giá này coi không biết là bao nhiêu. Nhưng mà nó lúc mà Yeah. cái Grab này á là nó sẽ gửi một cái link qua mail. Xong rồi cái điểm đặc biệt của nó là nó sẽ bắt mọi người thanh toán qua hệ Base, ý là thanh toán qua cái chain của Base. Nên là nó có một cái sự liên quan khá là mật thiết với Base á. Đúng rồi, nên là mọi người, anh nghĩ là ví dụ mọi người có thể cày, nếu mà muốn tiếp xúc với bay thì nghĩ là chắc Pagasa ok, Pagasa ok nè. Ngoài việc swap các kiểu hay là chơi meme thì anh nghĩ Pagasa, nghĩa là nó, anh nghĩ là sẽ có một cái cách mà airdrop này cũng 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 hay, mà anh nghĩ tương lai cũng có thể có, nó sẽ áp dụng vô đây là zero chẳng hạn, là những cái gọi là hình như trước đây cũng có rồi á, có nghĩa là mình tương tác trên một cái hệ đúng không, mình sẽ được được một cái điểm, và khi mà mình sẽ tương tác trên những cái protocol mà lớn hoặc là đến từ cái team của đó thì sẽ được thêm điểm cộng. Ví dụ anh đoán nha, là một người có thể stack tách pool trên Stargate để mà mình sẽ được khả năng cao hơn cho việc retrieve của layer zero chẳng hạn. À, như Stack vậy, hoặc là cái này gì bác? add pool, add mấy cái gì kêu gì, cung cấp thanh khoản á, cung cấp thanh À, khoản mà trên cái Stargate á, thì ví dụ mọi người muốn cài lời zero thì mình recommend là ngoài việc swap và cái root mà có Stargate thì mình có thể cung cấp thanh khoản cho nó luôn, hai ba chain, như mỗi chain 100 đô cũng được, coi như mình cũng có kiểu mình cũng đóng góp vào cái protocol mà của đến từ layer zero. Thì bay cũng vậy, thì bay có nghĩa là mình cũng phải làm, nên tương tác trên Farcaster một tí. à đây cho mọi người xem nè, nghĩa là nếu mọi người mà muốn mua cái điểm Grab hồi nãy giống vậy á, là khi mà mình vào cái Farcaster á, là nó sẽ có nơi để mình bấm và mình mua, thì nó sẽ gửi một cái link mail như vậy. Ví dụ như là mình muốn mua 500 Grab đi, thì hồi nãy là Vĩ nói mấy triệu nhưng mà thật ra không phải mấy triệu, nó có 5 đô à. Đây nè, nó có 5 đô à, là mình mua được rồi. Đó thì nói chung là Vĩ cũng có hai cái tài khoản Farcaster, thì mua thử điểm Grab xong rồi để ngày mai ngày mốt gì đó ship qua ship lại. Thì nếu như các bạn mà có tài khoản Farcaster thì có gì nhắn cho Vĩ đi, Vĩ sẽ ship qua cho. Đó, Có biết tí đâu nhắn, tí nhắn. được Em ơi anh Vĩ. Ủa Bắc Kỳ, Nhanh em thấy có một con quá Bắc Kỳ, nhanh sofa. Anh Bắc Kỳ với con sofa mon không Bắc Kỳ? Solomon có nghe, hình như con này của team sofa. Thì ổ có phải trên hệ base đúng không ta? Anh không Em biết thấy nữa, nó anh chạy chưa coi, anh chỉ mới thấy cái tên đó hôm qua thôi, nhưng mà trước đây cũng có một con tên là Sofamon, là airdrop từ team, từ cái NFT là Sofa Sofa. em thấy nó dùng cái smart bên smart wallet của Rivi, mà Rivi chơi rất là thân với base luôn. Thì mọi người sẽ Yeah, đóng thì in chắc sau mấy cái Sofamon này thân application, quan khác rồi. mấy cái L3 sau này, mấy cái application layer sau này á, mọi người sẽ không phải connect ví MetaMask nữa, mà mọi người sẽ connect thông qua embedded wallet, tức là mọi người xài chỉ cần dùng social login thôi, còn lại việc quản lý key hay là việc sign transaction á thì nó sẽ làm ở dưới hết rồi. Tuy nhiên thì nó sẽ hy sinh một chút security nhưng mà nó sẽ giúp trải nghiệm mọi người trên web 3 nó như hệt là web 2 luôn. Người bấm một nút cứ làm cái gì cũng bấm một nút thôi, không cần bấm thêm một cái nút thứ hai là sign transaction nữa. Thì đó là em thấy em rất mong đợi cái trend đó. Nhưng mà cái đó rất là nhỏ, nó chiếm rất là nhỏ cái mảng về ví.
ý em nói là sau này thì tương lai nó sẽ là embed wallet nhiều đúng không? Sau này em nghĩ sau này những cái application mà có một số lượng người lợi dụng đủ lớn giống như là Uniswap thì nó sẽ tách ra là một cái website riêng luôn, nó sẽ dùng embedded wallet luôn, thì là mọi người lên nó giống như là mọi người sao ta vào một cái mọi người vào đó mọi người chơi luôn, mọi người chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội của mọi người rồi rồi mọi người cung cấp LP hay swap chỉ cần một nút thôi, không cần sign injection đó. Thì em nghĩ tương lai sau này thì đó nó sẽ trở thành mấy cái hub, Uniswap sẽ trở thành một cái hub liquidity cho những thằng build DeFi sau này, Uniswap V4 em đã em nghĩ vậy. Nghe 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 giống serum rồi đó, nhưng mà anh thấy Uniswap TVL ở trên hệ Bay mặc dù nó ít nhưng mà cái volume giao dịch nó rất là nhiều bởi vì cái cơ chế nó rất là tối ưu cho việc tận dụng liquidity hiện tại thay vì những thằng khác. Để em cái bet của em thì cái tầm nhìn của nó cũng là vậy thôi, thì em nói theo tầm nhìn của nó luôn. thì như cá nhân Vĩ thấy là hiện tại có vẻ là những cái dự án bên Base á, là tại vì Base nó chưa ra mắt token nên là những cái dự án bên Base thì có vẻ là thứ nhất á, là Vĩ thấy cái hệ hệ sinh thái của Base nha, mọi người nhìn kỹ ở đây nè thì mọi người sẽ thấy là cảm giác nó đâu đây đây đây, cảm giác cái hệ sinh thái bên Base á, là phần lớn đều là những cái dự án mà từ những cái chain khác qua thôi. Ví dụ ở đây là có riêng có Aerodrome, thực ra Aerodrome là cùng team với lại Velodrome của Hắc Phi Lịch Velodrome đúng không? Nhưng mà phần lớn còn lại á, vì thế là nó đều là những từ từ những cái EVM chain khác sang. Ví dụ như là Moonwell đi là cũng có Base với lại Moonbeam nè. Nhưng mà có vẻ là từ Moonbeam nhảy sang AV cũng vậy, Sushi cũng vậy, Stargate cũng vậy. Ở đây là chỉ có một số cái dự án là thuộc về hệ Base thôi. Ví dụ như là Aerodrome, con Seamless nè, rồi con Frentech nè, Synthetic V3 cũng là một dự án nằm trên đây. Nhưng mà ý mình đang nói người đây á, là có bị vẻ mất những grab cái mọi dự người. án thuộc về Base duy nhất thôi á, thì cảm giác nó hơi bị ít, và chính cái điều đó nó khiến cho ví dụ khi mà một người tại tại vì có một cái thuyết mà anh Lê Thanh có share như thế này, ở thời điểm hiện tại á, có phải khi mà mọi người đầu tư vào trong thị trường crypto á, thì mọi người thường hay đánh giá cao những cái dự án cơ sở hạ tầng hơn, ví dụ như là gì, những cái dự án cơ sở hạ tầng, những cái dự án liên quan tới blockchain á, thì cái market cap của nó lúc nào cũng cỡ tỷ đô trở lên. Ví dụ một cái blockchain ra đời đi, chưa gì đã là 1 tỷ đô rồi. Nhưng mà những cái application á, những cái dự án application á, thì cái FDV của nó chỉ rơi đâu đó là khoảng 200 300 triệu đô hoặc là cao lắm là 500 triệu đô thôi. Nhưng mà anh Lê Thanh đang có cái góc nhìn ngược lại, đó chính là trong tương lai tới á, thì cơ sở hạ tầng nó sẽ giống như một cái public good vậy. Nghĩa là sao? Là bởi vì cơ sở hạ tầng á, nó sẽ có những cái công ty, có những cái dự án mà ở đó họ sẽ hỗ trợ chúng ta xây dựng được một cái chain. Ví dụ như là OP Stack đi thì hỗ trợ những cái developer khác có thể xây dựng một cái chain rất là dễ dàng. Hoặc là trong tương lai tới nó sẽ có một số dự án như là Conduit nè, nó hỗ trợ trợ những cái dự án xây nên một cái chain cực kỳ dễ luôn. Vậy thì lúc này á, chúng ta sẽ cần suy nghĩ lại là giá trị của một cái chain nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái yếu tố kỹ thuật của blockchain đó hay là nằm ở cái hệ sinh thái của blockchain đó, mà hệ sinh thái ở đây cụ thể hơn đó chính là những cái application, những cái ứng dụng mà nằm trên cái chain đó đúng không? Vậy thì có phải như là trước đây Solana nó tăng trưởng mạnh là nhờ chain gì? Là nhờ cái xu hướng là step to earn, nó kéo người dùng qua trước. Thậm chí có một cái thời điểm mà 50% lượng người dùng ở trên hệ sinh thái Solana là nhờ vào cái dự án là step end đó. Rồi ví dụ như là hệ sinh thái Ronin ở thời điểm hiện tại đi, cái lượng người dùng lớn nhất là đến từ đâu? Đến từ dự án game Pixel với lại Anansi. Thì giả sử Anansi và Pixel rời khỏi Ronin đi thì Ronin còn giá trị nữa hay không? Đó, tương tự như vậy với rất là nhiều cái chain khác trên thị trường bây giờ. Vậy thì chúng ta sẽ cần suy nghĩ lại là giá trị cùng cái chain nó đang được kiến tạo bởi những cái application chứ không phải là cái yếu tố kỹ thuật của một cái blockchain đấy. Vậy thì để một cái hệ sinh thái phát triển, ý là để một cái hệ sinh thái phát triển thì nó phải có một cái ứng dụng nào đó thật sự nổi bật và thật sự giữ lại được người dùng. Ví dụ ở hiện tại là có thằng Base là nó có hai dự án liên quan tới SocialFi đi,
là có Frentech cộng với lại Farcaster. Đó, tương tự như vậy. Thì vậy thì liệu chúng ta có đang bị đánh giá sai một cái dự án ứng dụng so với lại một cái dự án cơ sở hạ tầng hay không? Đó, thì cái này cũng là một cái mà có thể là được gọi là đáng suy nghĩ. Ủa, anh Kỳ đâu rồi ta? Em cũng đồng ý ý kiến anh Vĩ luôn á. Em nghĩ là sau này những cái blockchain mới sau này thì những cái lớp DeFi Stack á, là do sẽ team blockchain nó tự build luôn. Không phải là, một là team blockchain nó tự build, hai là sử dụng những thằng lớn nhất của market như là Uniswap hay là Aave. Còn lại nó sẽ tập trung cạnh tranh nhau ở hai cái lớp đầu cuối là lớp application layer và lớp user, làm sao để attract, nó sẽ không phải cạnh tranh nhau như là cái đại dương ngày xưa. Đại dương ngày xưa là mọi người kéo thu hút user từ trên này qua trên khác. Sau này tụi nó sẽ mở rộng cái tệp user base của nó ra là từ web 2 chạy qua như là Telegram hay là từ Coinbase. Nó sẽ không cạnh tranh theo cái hướng mà kiểu APY cao như ngày xưa nữa, mà sẽ đi cạnh tranh nhau ở bởi cái tính thực tế của nó hơn. Cái những ứng dụng nào mà cho phép người ta chơi, ý là người ta lên đó người ta trải nghiệm thật sự, giống như là GameFi ngày xưa đó. Meme hệ B sẽ là trend mới. Đáng chú ý là meme của sàn BitGet. Ủa, meme của sàn BitGet là xây dựng trên hệ B sẽ ta? 500 Grab bằng 5 đô, nó chỉ bán cho user để tip min. Đúng rồi, hình như là Vĩ thấy nó cũng chưa mua bán lại. Ở đây thì có bạn Travis là chuyên cày airdrop nè. Bạn Travis thì có thể là cày bên Farcaster rất là nhiều. Rồi, ok, thì chắc là không biết anh chị tham gia cái buổi live ngày hôm nay thì anh chị có câu hỏi nào về Base hoặc là về bất kỳ một cái nào đó trên thị trường hay không? Nếu có thì cứ để lại comment nha. Thì Vĩ và Nam ở đây cũng có anh Kỳ luôn, thì share cho tất cả các bạn. Bác Kỳ ơi, đợt vừa rồi là con MATLAB được airdrop bao nhiêu W đấy? Có đồng nào đâu trời ơi. Nữa, có đồng nào đâu. Lúc nào cũng có đồng nào đâu. Anh Vĩ trả lời là câu hỏi về chain của chain ông, về Vít không kìa em. Ủa, hồi nãy là Vĩ vừa mới trả lời rồi mà ta. Ý là Vĩ thì Vĩ có cái góc nhìn là nó sẽ ra mắt token. Nhưng mà như các bạn có thể thấy, câu hỏi về omni-chain, về multi-chain, về cross-chain bridge, multi-chain bridge. Em trả lời đi. Em nhường anh chịu. Trở lên chắc trên coi nhìn tại bên sai có bài về bridge. Nhưng mà tầm nhìn Sao? Không, nhưng mà cái suy nghĩ của em thôi nha, sau này bridge nó sẽ không phải là hình thái bridge như bây giờ nữa, bởi vì fee rất là cao, nó không thật sự tối ưu về vốn, nó sẽ là một cái feature in-app feature nhiều hơn, nó sẽ hướng tới, nó kêu là một cái extension tool nhiều hơn là về, nó sẽ không là hình thái bridge nữa. Hiện tại chủ yếu mọi người làm bridge, một là trừ khi mà, nếu mà đối với những người mà ít tiền nha, thì mọi người sẽ không xài bridge, những xài bridge nhiều, bởi vì mỗi lần em sẽ thà chuyển về CX, nó sẽ tối ưu về phí nhiều hơn cho em. Thì đó, tầm nhìn đối góc nhìn của em là vậy. Bridge thì mọi người hiện tại đối với những well á, thì nó sẽ ok hơn, còn đối với user thì nó chi phí tốn rất là cao. Hồi nãy nói về cái vụ mà Base ra token á, thì Vĩ cũng có chia sẻ về cái vụ pháp lý rồi. Nghĩa là pháp lý nó chỉ dính á, khi nào mà cái dự án đó nó gọi vốn với kỳ vọng là có lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Nhưng bây giờ phần lớn những cái quỹ đầu tư á, thì họ sẽ không có đầu tư theo cái dạng là đầu tư để đổi lấy token nữa, mà thay vào đó họ sẽ đầu tư để đổi lấy cổ phần công ty. Thì cổ phần công ty ở đây có thể là một cái công ty phát triển layer 2 chứ nó không phải là công ty của Coinbase nha. Thì đối với cái công ty mà phát triển layer 2 đó, thì những ai mà đã đầu tư á, thì họ sẽ được share lại, họ sẽ được airdrop lại một cái phần token dành cho những cái cổ đông. Đó, thì đối với cái hoạt động đó thì nó sẽ không có bị dính pháp lý, nên là nó sẽ ra mắt token được. Nhưng mà đối với góc nhìn của Nam, hồi nãy Nam cũng có chia sẻ, thì Nam nghĩ là Base nó sẽ không ra mắt token, tại vì nó sẽ tương đối là rủi ro trong cái việc là giúp cho giá giữ được vững đó, hoặc là giúp cho giá có thể tăng lên. Nhưng mà nếu như mà họ muốn làm như vậy để họ kiếm tiền á, thì Base nó sẽ không có thiếu cách để nó kiếm tiền thay vì phải ra mắt token. Hiện tại có GM nào chú ý trên hệ Base thì hình như là Vĩ đang thấy là có con Aerodrome thôi. Đợt vừa rồi thì thấy nó cũng tăng hết trơn rồi. Cá nhân Vĩ thấy là mọi người thường hay chú ý một hệ sinh thái khi mà nó đã tăng trưởng rồi, và mọi người mới bắt đầu tìm cái hidden gem trên đấy. Thì theo Vĩ thấy nha, đối với những cái đồng coin mà nó đã tăng rồi thì mọi người
có thể là không nên đầu tư nữa, mà thay vào đó một là các bạn sẽ tìm cơ hội ở những cái dự án mà chưa ra mắt token. Ví dụ như là Frentech đi, nó có cơ hội airdrop nè, thì chúng ta có thể tham gia trên đó. Hoặc là chúng ta sẽ tìm đến một cái hệ sinh thái mà nó chưa được người ta biết đến, nhưng mà nó đã có những cái dự án ra mắt token trên đó rồi. Ví dụ như là bây giờ Zcashin chẳng hạn, hoặc là con hệ sinh thái Scroll chẳng hạn, thì đó là hai cái hệ sinh thái mà mới nè, chưa được người ta nhắc đến nè, và có những cái đồng, có những cái dự án mà nó đã phát hành token ở trên cái hệ đó rồi thì có thể đầu tư. Mình có thấy là bạn Hùng hỏi là tại sao ARB unlock hơn 10% tổng cung nhưng không ảnh hưởng đến giá nhỉ? Tại vì các bạn hình dung như thế này, có phải là khi mà các bạn xem ở trên CoinMarketCap á, thì nó sẽ có cái circulating supply đúng không? Circulating supply là gì? Là cung lưu thông, nghĩa là khi một cái dự án nó mở khóa ra rồi á, thì nó sẽ được ghi nhận ở cung lưu thông. Tuy nhiên á, thì một khi mà nó mở khóa ra mà để nó tác động giá thì thật sự là cái người nắm giữ đó nó phải bán. Nhưng mà nếu như cái ARB mà nó mở khóa đi mà cái lượng token đó nó không được bán mà nó được airdrop, ý là nó được mở khóa cho team hoặc là mở khóa cho foundation hoặc là mở khóa cho cái hoạt động đầu tư mà họ chưa có đầu tư đi, thì lúc đó nó sẽ không có thật sự tác động đến giá. Mà nó cũng có thể là một cái chiến lược, nó cũng có thể là một cái chiến lược mà ở đó họ sẽ mở khóa cho một cái nhóm người đó, nhưng mà cái hoạt động mà bán ra thị trường á, thì phải thông qua market maker đó, thì phải thông qua market maker để họ làm giá xong rồi họ mới bán từ từ, chứ nó không phải là bán trực tiếp ra ngoài thị trường đó, hoặc là họ có thể bán OTC nên là nó sẽ không có ảnh hưởng trực tiếp đến cái giá của đồng ARB. Hiện tại thì Vĩ đang thấy là ứng dụng của cái Bridge token thì gần như là chưa có nhiều. Trước đây có con OBridge thì nó còn nói là nó chia sẻ doanh thu các kiểu, nhờ Vĩ đang thấy là cái hoạt động chia sẻ doanh thu nó không có tác động gì nhiều. Governance đối với Bridge hình như là không tác động gì nhiều. Chia sẻ doanh thu nó cũng không có được nhiều. Con OBridge là con ABR đúng không anh Vĩ? Con Bridge trên Solana đúng không? Đúng rồi, trước đây nó có làm nhưng mà cảm giác bây giờ nó không lên. Còn đó là con bởi team Ukraine, đợt đó em cũng ôm qua nó nhiều, nhưng mà đợt đó em có hay cái chốc với đứa bạn em là đợt đó Ukraine chiến tranh tụi nó xả, tụi nó đi cứu thân mà con đó xả chia nát luôn. Ủa Bác Kỳ muốn trả lời về cái câu omni-gen với lại cross-gen hả? Nè em bị rớt mạng đó, anh hỏi có ai trả lời chưa thôi, ủa rồi thôi. Chưa ai trả lời. Bác trả lời đi Bác Kỳ. Cái... Không. Cái thứ nhất là mình sẽ nói về cái nó có ba khái niệm đúng không, mà hai khái niệm cuối cùng á, thì nó sẽ phổ biến hơn, nó là cross chain và multi chain. Multi chain là đề cập đến dự án, có nghĩa là dự án khi hỗ trợ multi chain giống như là sushi đi, họ triển khai hỗ trợ ví dụ như trên Uniswap đây, trên Bay, trên Ethereum, trên Binance chain thì nó gọi là multi chain. Còn cross-chain là người ta đề cập đến cái hành động gọi là từ một cái chain A mà bạn gọi một cái kiểu như là ví dụ như bạn đép tiền vào chain A nhưng mà bạn có thể vay trên chain B đấy, hoặc là bạn có thể swap token trên Ethereum, swap vào bên BNB USDT từ Ethereum sang USDT như BNB thì đó gọi là cross chain. Đấy, còn cái thuật ngữ omni chain thì thực sự cái này nó mình đang cảm giác như nó là cái này thì sự ra chỉ có một mình Layer Zero xài thôi, mà nó kiểu trên lý thuyết là các bạn có thể lên đọc cái bài của coin.net để hiểu hơn, thì trên lý thuyết nó là kiểu một token, nếu mà bạn đưa thêm một token sang chain khác á, nó sẽ sử dụng cái công nghệ là wrap. Còn omnichain đó thì họ đưa ra một cái lý thuyết là họ đưa một cái token authentic, có nghĩa là kiểu token hàng xịn luôn á, và bên đó ví dụ như là cái này thường mình sẽ thấy là chỉ có ở USDT họ hay có USDT trên 5-7 cái chain đó là hàng thiệt không đó, thì đó là hàng xịn. Thì chứ lý thuyết là như vậy, nhưng mà thật sự mình cũng chưa có hiểu rõ cái cụm này lắm. Tại vì nếu mà bạn đưa một cái token mà thực sự cái token này theo mình nghĩ cũng như là một cái chuẩn của Layer Zero thôi,
chứ không phải là token xịn đâu, nhưng mà là theo chuẩn Tiger Layer Zero. Thì họ đưa, nếu mà bạn thế là bạn tạo token bằng contract của Layer Zero thì họ sẽ hỗ trợ các bạn là đưa cái token đó sang bên kia, dài dài như vậy thôi. Nhưng mà mình cũng không có nắm chắc lắm, tại vì cái này cũng không còn ai xài nữa. Hồi xưa nó bung lên một cái thời gian rất là lớn, tại vì người ta bắt đầu người ta cày Layer Zero, nhưng mà bây giờ rõ ràng không ai nhắc đến cái Omnichain nhiều đấy. Nhưng mà nhắc tới đây thì mình mới có một cái hôm rồi mình có nghe một cái, nó sẽ liên quan đến một cái gọi là, hôm rồi mình có nghe cái podcast về Coinbase. Một cái anh này là anh là kỹ sư của Bay, họ anh cho lại một cái podcast thì anh có cho rằng là hiện tại để mà unlock được cái gọi là cái economy của crypto á, nó sẽ có cái gọi là tương thích tài sản. Tương thích tài sản nghĩa là sao? Nghĩa là hiện tại mình đang bị mắc vào một cái gọi là cái grab đó, thì bây giờ để mà mình phải unlock được mấy cái đó thì có nghĩa là các chain nó phải trust với nhau rằng họ sẽ có kiểu họ đủ thanh khoản và họ có thể yeah, họ đủ thanh khoản nên là không cần phải tạo một cái ông vào cái bridge. Bây giờ ví dụ bạn muốn chuyển OP từ Optimism sang Bay đi mà qua Acela đi, bạn sẽ phải, nó sẽ tạo một cái con gọi là AXL OP đấy. Khi mà trong tương lai á, nếu mà công nghệ đủ tiên tiến á, thì họ sẽ có là OP từ Optimism sang Bay luôn. Đây là tương thích tài sản đấy. Và khi đó thì họ phải tin rằng là Acela không bị kiểu gì là không bị hack. Và không bị hack thì có nghĩa là khi ý là nếu mà người dùng họ sử dụng cái AXL.OP là họ phải phải kiểu họ khấn rằng là Acela sẽ không bị hack cái tài sản để cho bị thiếu hụt mà một một tức là chuyển đổi một một á đấy. Còn khi là sau này nếu mà tiên tiến hơn đó, thì họ sẽ là OP từ Optimism sang Bay luôn. Thì đó là người ta kêu là tương thích tài sản. Thì cái này mình đang nghĩ giống như là cái mà Omnichain họ đang muốn nói tới là cái đó, nhưng mà thực sự là kiểu họ làm cũng chưa có tới thôi, nhân dạng như vậy chứ. Hình như là hiện tại nha, là em đang thấy là trong thị trường crypto á, ví dụ khi mà thị trường càng ngày nó càng nói chung là nó càng phát triển đi, thì nó sẽ có những cái thuật ngữ nó càng ngày nó càng mới hơn, nhưng mà về bản chất thì nó không thay đổi như cái cũ. Ví dụ như là Omnichain đi, họ Vĩ cũng đang cảm nhận Omnichain nó hơi giống như là cái tầm nhìn của nó rất là tốt, rất là hay, nhưng mà về bản chất của nó thì vẫn phải có một cái bridge để nó kết nối hai cái chain lại với nhau. Hoặc là có trước đây là nó có một cái xu hướng gì mà nó gọi là nó không sử dụng Oracle luôn, không sử dụng Oracle luôn, là nó nói cái gì Oracle-less gì đó. Nhưng mà về bản chất là buộc vẫn phải có Oracle, nhưng mà họ sẽ cung cấp giá theo một kiểu khác, chứ nó không phải là không có Oracle luôn. Ok anh ơi, để có gì em vào Fagaster em follow back. Sofamon Nam có biết không kìa? Em có comment rồi, em có thấy một cái thằng Circle USDC nó có cái mà CCTB ấy, thì cũng ok, ấy là một cái chuẩn USDC mà có thể apply tất cả các chain luôn. Thì lúc đó mọi người chỉ giải quyết bài toán về thanh khoản ở trên DEX cho USDC thôi, thay vì phải làm những cái liquidity hub ở những cái liquidity pool ở những cái bridge. Em thấy cũng khá mong đợi về đằng Circle, nhưng mà tính ra về bản chất thì nó cũng là giống như một cái bridge đúng không? Về bản chất thì nó vẫn là khi mà em muốn chuyển giữa các chain thì nó vẫn phải là chuyển về cho bên Circle nó giữ, xong rồi Circle nó issue ra một cái token ở trên khác. Hình như là cái USDC này nó có thể apply, nó có thể compatible với các chuẩn của các chain khác nhau luôn anh. Hiện tại đang là các EVM chain. Hình như có Solana, em có thấy Solana, nhưng mà let's see, chưa biết tới đâu nữa, mà em thấy Circle có publish về cái đó rồi. Hình như là cái đó họ không có công bố về cái yếu tố kỹ thuật của nó, nên là mình hơi khó nắm một xíu. Để em chưa coi nữa, em chưa coi nhưng mà em đã có nghe về những giải pháp đó. Về các data trên base à. Lúc mà em làm research thì em coi ở bên token terminal, token demo khá, bây giờ nó khác ngày xưa cách đây 1-2 năm lắm, giờ nó collab trực tiếp với cái chain đó luôn. Giống như mới đây em research về hệ Tron đi ha, thì nó sẽ collab trực tiếp với Tron Foundation luôn, là những cái data mà dưới dạng là blockchain
nó sẽ convert sang data cho người dùng có thể hiểu được luôn, nghĩa là to nó sẽ terminal, token terminal nó sẽ hợp tác thẳng với cái chain đó luôn. Data khá là ok. Em có thể share cái đó cho mọi người biết xíu được không? Share cái cách mà em xem ở trên token terminal á. Ok. Vậy em share screen. Nhắc Ton thì hình như mọi người có nghe rằng Ton chỉ bị ra điện thoại không? Có 100 đô hôm qua. 130 đô. Có Ton không? Em cũng không rõ nữa, thấy mọi người nói là không rõ đúng không? Tại vì cái này đến từ một cái thằng nào đó không nhớ lắm, nhưng mà nó làm ra nó ghi là powered by on blockchain, nhưng mà Ton blockchain không có retweet, không có nói gì hết trơn á. Thì anh đang nghĩ cái này có nghĩa là như là một cái điện thoại giống như là Android đi. Android là của Google, thì bạn có thể bạn vào một cái điện thoại, bạn có thể sử dụng một cái hệ điều hành Android, chứ cũng y chang đó. Có nghĩa là bạn có thể sử dụng Ton, nhưng mà Ton không có nói là Ton ra cái điện thoại đó. Nếu như Google chỉ ra cái Google Pixel thôi, chứ không phải là Google ra những cái điện thoại của Samsung hay là Oppo chẳng hạn, mà Oppo với Samsung xài Android đấy. Như vậy Hôm qua em nhắm mắt mà mua rồi, bác kỳ ơi. Mà em nghe em nhắm mắt mua 130 đô. Giàu thì mua trải nghiệm cũng được, không sao. Sáng nay em có coi bên livestream của bên Hồng Kông Web 3 Festival do bên Ton Foundation nó tổ chức á. Nó có một cái stream nó dài 5 tiếng lận. Sẽ có những cái dự án nó build trên Ton lên, nó sẽ trình bày trên đó. Thì có một thằng đầu tiên làm nó trình bày về ví, về cái điện thoại trên Ton luôn, nó kỳ. Nghĩa là Ton đã biết trước cái đó, chứ không phải là một cái thằng bên ngoài. Nhưng mà là một thằng nào đó làm trên Ton, chứ không phải là chính Ton làm điện thoại, đúng không? Đúng rồi. Yeah. Nghĩa là nó chắc nó hơi giống con Jumbo của Aptos á. Nhưng mà Jumbo thì nó Jumbo là có nó có nói Jumbo là thì nó hợp tác, đúng rồi. Jumbo thì có vẻ sâu hơn. Nó hợp tác sâu hơn. Thì cảm giác nó legit hơn. À kìa, có bạn hỏi bác Kỳ kìa, mua ngày xưa MATLAB giá bao nhiêu nhỉ? MATLAB xưa mình min may mắn cho 8 kiếp mình min được cái con đó. Gom lại có được một giây một min được đúng con đó. Vậy bác Kỳ min tới 7 con min đấy rồi. Min bác Kỳ min 7 con mà trúng con. Xong rồi hả? Là giá hồi xưa là khoảng 140 đô hay sao? Ủa? Rồi không biết nhiêu nữa. 7 son. Bây giờ mà mỗi son giá hai mấy ba chục son. Bức hình của bác Kỳ là giá 650 triệu không? Cái bức hình mà bác Kỳ treo đúng avatar. Đúng giá rồi. Giờ 120-130 son nè. Ấy, vậy em mua được không ta? 120-130 son. Chào lắm, không mua đâu. Trời ơi, mua cái điện thoại, bắt cái điện thoại được, không mua cái hình nữa. Thì chị Trinh là chị Trinh Thái bên coi 68 Inside, coi 98 Inside đúng không? Chị Rita đó. Trời ơi, idol. Chị Rita đó mà em còn không biết nữa hả? Idol đó. Cho chị lên luôn, chị lên sóng không chị? Chị lên sóng mở ra lại. Chị lên sóng để em kêu fan lúp là Vinh Võ Duy Nguyễn rồi vô. Có em nữa, em cũng là fan club của chị Rita nữa. Mình được bao nhiêu Camino á? Camino mình được như ta 10.000 hay sao ấy. Em miss Camino ok. Thì Camino cũng có gì đâu. Miss em ơi, Camino em phân vân giữa Margin Five hay Camino. Ý là em all in một trong hai con này, chọn Margin Five. Má cay thật sự. Hai con đó anh heo không? Không, không, nói chung là không có con nào được hết trơn, nên em yên tâm, em biết con nào cũng được chứ. Tính ra là đợt vừa rồi không biết là mọi người có mua. Đây, anh Quân Đặng có hỏi là cho mình hỏi bác Kỳ là cảm giác trở thành người giàu nó như thế nào? Bạn ơi, mình nói bạn nghe rồi.
mình không có cái điện thoại, mình không có kiểu mà nhìn cái điện thoại trăm ba triệu đâu mình mua liền được, kiểu mình phải coi, nếu mà mình muốn mua mình phải xác nhận là nó phải từ Tone Foundation. Nhưng mà những người giàu thì họ cứ nhắm mắt họ cứ mua, họ mua Jumbo, họ mua Phone, mua 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 Solana cái gì đó, Saga một, Saga hai, Saga Ủa? ba vậy đó, rồi mua Gì? luôn rồi một cái Tone nữa. Trời ơi, bạn thấy ai mới là người giàu ở đây? Ủa bác đừng nói gì nha, tính ra là cái con Solana phone á, tính ra là em được mua mua hết 500 đô đúng không? Nhưng mà được airdrop lại là gần 300 đô đó bác. Tính ra là em chỉ có bỏ ra 200 đô à. Đúng, nhưng mà ý là người giàu họ mới dám kiểu Saga 2, anh nghĩ là nó sẽ không có error bằng Saga 1, không dám mua. Còn những người mà họ giàu là họ cứ mua thôi, có cái gì đâu. Đấy, cái lý thuyết là như vậy. Trời ơi, sắp tới Jumbo như sắp ra cái gì đó, sắp được đặt hàng gì đó, nhớ 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 bước nha. À đúng rồi, Jumbo sắp tới Coin 98 có bán là em sẽ mua thêm cái nữa. Cho xin Bây giờ là bộ Gen Code đúng không? Bộ Gen Code là đợt vừa rồi có tặng anh Quân Đặng nè, để có gì em mua thêm một bộ riêng cho em nữa. Em nghĩ là bây giờ hệ sinh thái của Nike CA là cứ chơi hết đi. Có e, em nghĩ là vậy. Tính mọi ra người, là nếu mà mua mua Gen Card thì nhập nghe quá trời. Margin ATM nha, Margin ATM để được giảm 5%, hoặc Mua cái nhập gì? sân cho em mua Gen À Card. nhập mua Gen Yeah, Card. nhập yeah, nhập Margin ATM hoặc sân game mới được giảm 5%, đội ơn mọi người. Bác lên đây bác cũng quảng cáo nữa, lên đây Ủa, rồi cũng lên bùm lên chân thủ quảng cáo tí kiếm ở. sống. Nhưng mà không biết là mọi người có claim tô phở từ từ con Harry của Asian Ace chưa ta? Đợt đợt này mọi người trước đây là Vĩ mua tổng cộng là Vĩ mua hết 30 cái One ID á, là mỗi cái One ID là được e cỡ 2 đô á, là 30 cái One ID là được 60 đô hơn á. Mọi mọi người Thôi có để coi em có đi, tên xui. em không biết con đinh xe này không, nhưng mà cái thesis và meme coin của em nói chung với cái con Harry đó. Nhưng mà em đang không hiểu tại sao lại launch trên Asian S mà không phải launch trên Vixen thôi. Nhưng mà em mua đâu thêm. của thì Asian Không, X của không phải là AZ liên quan gì với sành đâu. ủa Đấy thì là đâu có liên quan gì với Vixen. tại sao lại e trên Asian S mà tại sao không lại e trên trên Vixen? Ủa thì cái đó là của bên Ủa, chuyện của ta là ủa chuyện của cái dự đó án ta là mà. ý là cái đó là bên team của Asian X làm mà. Thì Asian em X nhờ họ, để em cứ tưởng tượng đi, bây giờ nếu như mà Asian X họ họ làm ra một cái meme coin như vậy mà mỗi cái meme coin họ e cho khoảng 2 đô, nhưng mà người dùng họ bridge sang, xong rồi người dùng họ bắt đầu họ tìm hiểu về Asian X, thì tính ra là cái 2 đô nó rất là thấp, nhưng mà họ earn là được value rất là nhiều. Mà cái đợt này nha, ở trong cái mùa uptrend á, nhiều người còn chơi mua meme nữa, nghĩa là thấy cái meme nào của một cái hệ sinh thái là cứ mua thôi. mà con đó thấy thanh khoản thấp lắm đó nha, nên thật ra bây giờ nếu mà xả cố được nên là mình vote là mọi người cứ để, Em nghĩ là tại cứ vì để. thật sự kiểu như là này suy nghĩ cá nhân, như là chả ai mà đi Eros cái trò mà kiểu upper như vậy mà để mà gain gain một cái ngắn hạn là mọi người là ETH qua để mà tăng cho khách hàng cho người dùng, thì mình nghĩ cái đó nó sốc cơm khủng khiếp luôn á, chắc không đâu. Cái bài Nhưng meme mà coin thì mình thấy là mấy em gái cũng nhiều thì mình là bet rồi, cái con đó cũng ok để xem, nhưng mà đừng mua nha, để thôi. Mua thì cũng phải mua ít được chứ, tại vì nó thực ra thanh khoản cũng rất là thấp, mua nhiều nó trượt giá đó, nên là đừng sáng nay khoan mua. em và mấy anh em bàn cùng em ngồi mua con đó với Kỳ, bạn thân của bác với Kỳ. Trời ơi, giàu nữa. Tại vì anh coi là cái thanh khoản rất là thấp, em mua 500 đô, 1.000 đô là bắt đầu là nó bùm hay sao đó, bùm được á. Có Không bộ phải là quyền đầu NFT nào tư. tại base có khả năng như MATLAB không? Hình như là hiện tại em chưa thấy. Có một con là con base pun thôi, con base pun thì hình như là đợt vừa rồi nó tăng gấp À, 10. Cái này Nam có follow không Nam? Nam share đi. em chỉ biết về cái con đỏ thôi chứ em không có rành về NFT lắm, nhưng mà em có một em idea của em về NFT BFB là
mọi người nó không phải build community nữa mà hãy build connection, build BD với các dự án cùng đó rồi phát triển cùng nhau, là mọi người thấy có MATLAB nó được air các token trên hệ sinh thái Solana thì nó sẽ là bài toán về networking trong một hệ sinh thái đó nữa, chứ không phải là về build culture hay là build FOMO. Mà nhắc tới BSB thì founder của Natia có mới tweet một cái gì đó mà liên quan đến Starship á. Rồi coi coi những cái BSB ấy nha. Cái này hồi nãy em có nói ở đầu đầu buổi rồi đó nè. Anh chị em nào mà đang hold Starship á thì biết đâu có cơ hội mua. Có cơ hội mua, ý là có cơ hội mua hoặc là có cơ hội e nào đó. Còn tặng đi chứ tùy đâu mua nữa. Cái đó bác nhắn sạch đi. Để anh hỏi kêu tặng thôi chứ tiền đâu mua nữa. Nhà cửa rồi vô Starship hết rồi. Trời, nhà cửa mà vô Starship là bác Kỳ chắc là cỡ 50 Starship. Starship là chỉ cái nhà lá. Nhà đúng. Thật sự đúng là mình ở cái nhà đúng tiền thuê có 5 triệu tháng rồi đó, đúng rồi, nhưng mà chắc được khoảng 3-4 cái Starship gì 50 không tới rồi. 30-40 cái cũng được, 30-40 cái cũng giàu rồi. Mọi người có những cái trend hay là những cái insight nào gần đây không, mọi người muốn share cho các bạn không? Anh Vĩ có những cái prediction nào về mấy cái trend sắp tới không anh Vĩ? Mấy cái trend sắp tới hả? Thật ra là anh cũng đang chưa biết luôn á. Thật ra là anh đang thấy là mình sẽ follow cái, ý là tại vì bây giờ á, đối với lại những cái, những ví dụ đối với một cái dự án mà họ đang làm cái gì đó mới mẻ mà hay đi chẳng hạn, như là Frentech hoặc là như những cái dự án mà có thể bắt trend lần trước á, thì anh đang thấy là nó sẽ chọn những cái trend mới để nó vừa nhận được airdrop, rồi sau đó thì vừa nhận được cái ý là vừa nhận được airdrop với lại là vừa nhận được cái dòng user đến với lại cái ecosystem ở đấy. Ví dụ như là hiện tại là có Scroll nè, hoặc là có ZKSync nè, hoặc là có Base nè, là những cái ecosystem mà đang có nhiều người dùng và nó chưa airdrop, thì có thể là khi mà họ phát triển ở trên những cái hệ đó thì cái khả năng cao nó cũng sẽ nhận được sự support từ bên Foundation, mà nó cũng là một trong những cái yếu tố giúp cho cái dự án nó phát triển mạnh được. Vì vậy á, mà cá nhân Vĩ đang follow á, thì Vĩ sẽ follow application nhiều hơn, ý là follow dòng tiền dựa trên trend, nhưng mà follow cái trend á, thì sẽ follow application đó. Thì mình đang thấy là hiện tại thì những cái xu hướng nó giống như là stack to earn này các kiểu, hoặc là có cái gì con sai là mua khi chạy node chứ. À, các bạn cẩn thận những cái dự án mà mua khi chạy node nha. Tại vì những cái dự án mua khi chạy node thì cá nhân Vĩ đang thấy là sẽ không có lời đâu, đặc biệt là trong cái hiện tại là trong mùa uptrend giá nó chưa giảm thì mình không nói. Nhưng mà giả sử sau này mà đến mùa downtrend á, tại vì Vĩ thấy các bạn mua khi chạy node thì nó sẽ kéo dài đâu đó là 4-5 tháng hoặc là 3 tháng cho tới 5 tháng thì 3 tháng cho tới 6 tháng thì các bạn mới hồi vốn và có lời nhiều từ khoản đấy. Nhưng mà các bạn quên tính một việc, đó chính là cái số lượng mà nó cho min nó sẽ thấp xuống, và cái thứ hai nữa là cái giá trị của những đồng coin đó thì nó sẽ không thể nào mà nó giữ được như giá Bitcoin được. Một khi mà nó unlock nhiều thì cái giá của nó có thể bị giảm tương đối là lớn. Nên là đối với cái xu hướng được gọi là đào coin á, mà thì các bạn không nên tham gia trong mùa uptrend. Chừng nào mà trong mùa downtrend á, giá mọi thứ nó đã giảm xong rồi người ta hết hype rồi đó, thì lúc đó tham gia thì có thể sẽ có lời. Còn uptrend thì không nên nha. Uptrend khi mọi người FOMO thì không nên. Rồi, ok. Có thông tin về con portal chuẩn bị có launchpad không? Con portal theo Vĩ biết thì nó đang có cái trend là stack để trong tương lai tới là được airdrop những cái dự án game trên cái hệ sinh thái của nó, thì các bạn cũng có thể chú ý. Fractal thì Vĩ đang cảm nhận là họ nói là họ build layer 2, nhưng mà Vĩ cảm nhận là nó không dồn lực cho cái layer 2 này nhiều, tại vì bản chất của Frax á, nó là một cái dự án DeFi, mà DeFi thì nó vừa xây dựng là nào là stablecoin, nào là
liquid staking cho Ethereum nè, nhưng mà tại vì họ phân bổ nguồn lực cho nhiều cái dự án quá nên là Vĩ thấy là nó hơi khó để họ có thể tập trung phát triển một cái dự án layer 2 như là Fractal Chain. Rồi, chắc là cá nhân Vĩ thấy hôm nay là mình cũng đã share tương đối là nhiều rồi. Thực ra là nếu mà nói về hệ sinh thái Base, bây giờ mọi người sẽ thấy là Base nó phát triển tương đối là mạnh. Nhưng mà nếu như xét về cơ hội đầu tư thì nó vẫn chưa có cơ hội đầu tư rõ ràng. Nghĩa là nó sẽ có cơ hội tốt nhất dành cho bạn nào tham gia vào trong những cái application của cái hệ sinh thái đó. Ví dụ như là Base bây giờ là có Firecaster nè, có Frentech nè, là hai cái dự án mà các bạn có thể tham gia để chúng ta chờ là họ airdrop. Rồi họ có thể là họ sẽ airdrop rất là lớn nha. Và đối với những dự án này thì họ cũng sẽ có cái sự liên kết khá là chặt chẽ với lại Foundation. Còn nếu như các bạn mà muốn mua những cái đồng coin mà thuộc về một cái hệ sinh thái đó, ví dụ như là có con Aerodrom của con Base đi, thì Vĩ đã thấy là Aerodrom nó đã tăng mạnh rồi. Nên là cá nhân Vĩ thì Vĩ sẽ không có mua Aerodrom nữa, nhưng mà bạn có thể chờ nếu như giá nó giảm ở một cái mức giá tốt hơn, hoặc là mình sẽ tham gia mua token của những cái hệ khác mà nó chưa tăng nhưng mà nó đang có dấu hiệu. Ví dụ hồi nãy khi mà mình xem cái Grow the Pie đi thì sẽ thấy một số hệ khác như là có ví dụ như trong tương lai tới có con bên Plus nè, Linear nè, hoặc là Scroll nè, đó cũng là một số hệ mà các bạn nên quan tâm những cái dự án trong đó. Rồi Nam, em có muốn share gì nữa không Nam? Không, em đang đọc news về con Monad mới raise được 220 triệu đô lead bởi Paradigm. Nếu mà lead bởi Paradigm là đáng chú ý lắm đó nha. Không, ôi em bị out rồi. Bất kỳ có biết về Monad không Bất kỳ? Nó là kiểu như Parallel. Em nghĩ nó sẽ kiểu như cuộc chơi về alternative Solana thôi, nhưng mà let's see, bởi vì cái vấn đề em có muốn thật sự muốn đầu tư vào Monad rất là khó, bởi vì mọi người nó chưa ra token, mọi người muốn đầu tư vào nó, một là mọi người chạy nốt, hai là mọi người tham gia vào Discord từ rất là sớm của nó, từ 2021 2022 rồi. Cái đợt mà airdrop wormhole thì phải, hình như Monad mà OG Row sẽ được airdrop cũng nhiều, bất kỳ mười mấy k. 8.000 W, 8.000 wormhole. Ủa, tại sao Monad lại airdrop wormhole ta? Biết. Ủa, em nghĩ là cái chung, em nghĩ là chẳng nghĩ là em check trên DeFi Llama thì cũng chưa có gì mà. Chưa có. Nó giống như là Solana, nhưng mà cái phần cứng nó khỏe hơn Solana rất là nhiều luôn. Nhưng mà là bài toán để build ecosystem thôi. Nó... Cái này thì anh không có biết gì, nhưng mà cơ bản là kiểu nó giải quyết cái vấn đề mà cái thông lượng á. Thay vì các bên ví dụ như là kiểu là nó sẽ sao ta? Nó cái parallel của EVM như nó sẽ giải quyết các giao dịch một cách song song với nhau á. Dạng như vậy thì nó anh thì không gần lắm, nhưng mà nó có vẻ như là một cái gọi là hướng đi mới cho việc giải quyết cái việc tắc nghẽn dạng như vậy. Hiện tại có nên là maybe cũng làm về parallel rồi, nhưng mà thật sự em giống như hồi lúc đầu em đã chia sẻ rồi, thật sự bài toán về công nghệ hay bài toán về giải pháp mở rộng á, nó là một điều kiện cần thôi, chưa không phải điều kiện đủ là build một hệ sinh thái, build một cái ecosystem mà người dùng có thể lên nói chơi. Chứ một chain mà không tắc nghẽn, ok, xài lên nói chơi mà không có gì trên nói chơi thì nó cũng vậy thôi. Paradigm thì đây là ý kiến cá nhân của em thôi nha. Em có nghe nói chuyện với... Rồi, xong. DLC xuống 39k rồi. Cháy rồi. Em có một insight là em cũng nói chuyện với lead của bên Venture, thì anh có nói là thật sự Paradigm nó áp lực giải ngân rất là lớn, bởi vì nó cầm một lượng lớn tiền mặt. Nên mọi người thấy mùa này Paradigm nó giải ngân các dự án nó sẽ... không phải 100% là chất lượng như ngày xưa nữa, bởi vì họ đang chịu áp lực giải ngân cho LP rất là lớn. Okay, ý kiến. Nó không phải là Paradigm không, mà là tất cả các quỹ luôn họ bị áp lực phải giải ngân, tại vì kiểu nhà đầu tư nói là bây giờ cầm được tiền nó để tại sao không đi đầu tư đi đấy. Tất cả cái hai là khi đầu tư họ sẽ được cái phí nữa, nên là kiểu hình như là nó là phí Vì management đấy. Nó sẽ nhiều cái cơ cấu lắm, 20% hoặc là 2% phí management. Bitcoin sập anh vậy?
không cháy rồi, thôi thôi thôi, thôi. Chắc off off là đến cắt cái lệnh cái rồi cay thật sự. Rồi, bỏ feature okay. Đi mát. Ok rồi, vậy chắc là cái buổi ngày hôm nay thì Vĩ và Nam cũng đã share tương đối là nhiều thông tin về Base và cũng như là thảo luận một số cái chủ đề khác liên quan, ví dụ như là Memecoin, SocialFi. Thì hy vọng là các bạn cũng đã có một cái góc nhìn tổng quan về hệ Base rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia cái buổi livestream ngày hôm nay. Hôm nay là Nam rất là xứng đáng được tăng x2 lương. Ví dụ mọi người mà cảm giác rồi, chắc là Vĩ xin cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Nhưng mà bác Kỳ cháy mất tiêu. Đàn, đàn đi. Cây mình đang đánh bên drip. Đúng không? Nhưng mà bên drip rất là lưu bu, cắt lệnh rất là khó. Nên là bây giờ thôi lỡ bà để luôn rồi còn cái gì nữa đâu. Cây bác sẽ hatching nhớ. Bác đánh bên drip, bác có hatching bên Zeta hay là hatching bằng spot không? Hatching là dành cho những người không can đảm. À, okay. Dành cho những người những người nghèo. Bất kỳ có tiền mà em cay thật sự. Anh nói chung anh lười hết. Chảy nhiều thì sàn nó mới cho mình lại token nhiều bất kỳ. Đúng rồi. Khả năng là dính anh bị dính siêu biêu rồi. Ồ, bác làm nhiều vậy à? Anh chuyển tiền từ lừa chứ sao mới hôm qua anh kia nó ra cái CPU á, nó sẽ tìm cách cái chống CPU rồi xong luôn. Xong rồi. Cúng tiền cho đá vô CPU xong luôn. Em thấy là mấy cái cày airdrop của sàn á, em thấy là không cần phải cày nhiều ví đâu, chắc là tính thêm volume á. Ví dụ như là cái đợt vừa rồi con backpack đúng không? Cái sàn backpack đó là nó tính theo volume mà. Tại vì cái thẻ ship mà cày nhiều ví á, là anh đang nghĩ là nó sẽ chia. Tại vì nó chia theo hạng. Tại vì trước đây cũng có chia theo hạng rồi, nghĩa là con cách đây khoảng 3 năm trước là con Bep Pro nó chia làm từ hạng 1 đến hạng 99 á, là được bao nhiêu đó, hạng 99 tới hạng 500 là được nhiêu nhiêu đó. Rồi phần còn lại sẽ tự chia. Con chi tô cũng vậy mà bất kỳ. Bây giờ em nghĩ là có điểm point là bác cứ cày volume hoặc là cày point maximum thôi, đừng có cày nhiều vĩ. Bây giờ cuộc chơi làm airdrop nó Chito á, tại vì Chito như thế này, Chito nếu mà em cày mà nhiều ví á, mà em cày đúng thời điểm á, thì chắc chắn chỉ cần một son thôi, còn ngon hơn là một người cầm 10 son bỏ vô nữa, 3 ví một son là còn hơn là một người cầm ví 10 son. Ủa, nếu cày đúng á, tại vì nó có tính theo thời gian nữa. À, ủa sao lại không có gì đó? Mình bỏ cày một ví một son mà sắc rất là lâu rồi, cái ăn còn nhiều ngăn luôn. Bác lại xạo nữa, anh lại nhiều hơn anh nữa bác. Thôi mà hợp. Em hỏi Bình Võ đi. Nếu mà Bình Võ nói anh xạo thì là Bình Võ xạo. Còn nếu Bình Võ nhận thì đúng. Em nhớ là bác cũng tóc. Nếu như Bình Võ nói anh xạo là Bình Võ xạo hả? Còn nếu Bình Võ nhận thì là đúng rồi đấy. Không biết nói gì. Rồi rồi chắc là cái buổi ngày hôm nay thì cảm ơn Nam đã chia sẻ rất là nhiều các cái thông tin thú vị. Thật ra là đợt này là Nam phải research rất là nhiều luôn, mọi người có thể nhìn mặt Nam là tái mét luôn. Trước khi buổi livestream này là Nam nói là anh Vĩ mốt đừng mời em lên đó nha, mặt em tái mét rồi. Nhưng mà giờ em mới thấy cảnh đó hả? Nam anh đã bị 2 năm trước rồi đó. Anh đã bị 2 năm trước rồi đó. Anh kêu đừng kêu anh nữa mà cứ kêu hoài á. Nhưng mà cảm ơn Bất Kỳ lên cùng nha. Bất Kỳ lên đỡ run anh hẳn, với lại có nhiều chuyện để chém gió hơn. Ừ đúng rồi. Nên là yêu cầu Bất Kỳ là lên thường xuyên hơn. Nếu mà Bất Kỳ không lên là em sẽ mét xếp thanh để trừ lương, còn riêng Nam lên là được cộng lương. Nên là cố gắng nha mọi người. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chắc là cho Vĩ Hiên một xíu là thứ năm tuần này, bình thường là sáng thứ sáu Vĩ live đúng không, nhưng mà riêng thì tuần này á chắc là cho Vĩ live vào sáng thứ năm 10:30 nha. Vĩ đang chuẩn bị topic thì hy vọng là sẽ có những cái topic hay để share cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã ngồi lại với Nam và ngồi lại với anh Kỳ và cũng như là đội ngũ Khoa 98 Insight trong buổi ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn cũng đã có thêm thông tin về hệ sinh thái của Base. Thì Vĩ nghĩ là trong thời gian tới là sẽ có thêm nhiều hệ sinh thái nữa
Tone nè, Plus nè, Plus nè, xong rồi có Scroll nè các kiểu. Nhưng mà chắc là Vĩ sẽ ưu tiên dồn lại một buổi mình nói cho nó nhiều, với lại là nên mình có thể so sánh giữa những cái hệ với nhau ha. Rồi, thế thì xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia cái buổi livestream ngày hôm nay. Nam với bác Kỳ chào mọi người cái đi. Chào mọi người nha. Bye bye mọi người. Bye mọi người. 1, 2, 3.